bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 61, không phải cậu không biết thế giới này biến hóa nhanh. Vương Quang Vinh lúc này mới ý thức được Chu Toàn thư đến đây nào đơn giản là thăm nhà, rõ ràng là đến ra mắt lãnh đạo. Thế là lão có chút xấu hổ, đã muốn nói trắng ra là mình từ chối chức vụ phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy kia rồi. Nhưng Vương Quang Vinh còn chưa kịp mở miệng thì Chu Toàn thư đã phối hợp nói. Hôm nay cháu trai đến thăm nhà tôi mà tôi và anh là hàng xóm nó nói cần phải đến thăm ngài nó có cái tâm nà tôi làm cậu cũng không thể nào cản được giáo sư vương cháu tôi cái gì cũng tốt chỉ là quá trẻ ngoài miệng không dâu thì nói chẳng ai nghe sau này anh cũng đừng khách khí nên nói thì cứ nói nên mắng cứ mắng cứ coi nó như con cháu là được vương quang vinh biết rõ chu toàn thư này càng nói càng đi xa thế là lão lập tức giải thích giáo sư chu chỉ sợ tôi không thể đảm đương được tôi đã từ chối chức vụ phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy rồi. Giáo sư Vương học thức uyên bác, trong trường học chúng tôi anh. Chu Toàn Thư còn chưa nói hết lời thì nghe được một câu của Vương Quang Vinh, thế là lập tức tỉnh mộng, nụ cười nịnh nọt cũng cô động lại. Anh Vương, anh nói gì? Anh từ chối lời mời từ tỉnh ủy. Giọng điệu của Chu Toàn Thư chợt trở nên run rẩy. À, tôi chỉ nghĩ mình nên đi trên con đường nghiên cứu học vấn. Vương Quang Vinh bình tĩnh nói, Tin tức này rõ ràng làm cho Chu Toàn thư giật mình, hắn giống như một quả bóng cao su xì hơi, hắn đưa mắt nhìn cháu mình, hai người trao đổi ánh mắt và thầm hiểu ra. Chu Toàn thư dùng giọng cực kỳ tiếc nuối nói: "Anh Vương, anh nói vậy tôi biết làm thế nào đây?" "Được rồi, cũng không còn sớm nữa, tôi cũng không làm ảnh hưởng anh chị dùng cơm trưa." Chu Toàn thư nhanh chóng trở mặt làm cho vẻ mặt Vương Quang Vinh cũng biến đổi, trong lòng thầm nghĩ: lúc này bản sắc tiểu nhân mới lộ ra, thế nên cười thản nhiên nói. Tôi cũng không giữ anh ở lại, vô công không nhận lộc, những thứ này anh cũng mang đi đi. Cao Tiến Hưng há mồm định nói gì đó, chu Toàn Thư đã sách đổ lên. Tiến Hưng, không nghe giáo sư Vương nói gì sao, còn không đưa đi, đừng làm giáo sư khó xử. Cao Tiến Hưng còn mở miệng định nói gì đó, nhưng chỉ mất máy môi mà nuốt lời vào bụng, sau đó nhanh chóng theo sát cậu mình. Ôi, Tình báo không chuẩn thì cũng đừng mò mẫm đi đến nhà người ta, làm hại chúng ta đi đến không công, không phải mất thời gian sao?" Chu toàn thư hạ thấp âm thanh khiển trách cháu mình, âm điệu tuy không cao nhưng lại truyền vào tai hai vợ chồng Vương Quang Vinh rất rõ ràng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Triệu Tuyết Hoa thấy vẻ mặt Vương Quang Vinh không tốt thì tranh thủ thời gian mời đến dùng cơm, thế nhưng lúc này một bàn đầy thức ăn lại giống như giấm chua với lão, căn bản là rất chán nản. Bố, mẹ, con đã về." Vương Tử Quân mang theo chìa khóa mở cửa đi vào, sau đó cất tiếng chào. Triệu Tuyết Hoa thấy con đã về thì tươi cười ân cần hỏi thăm. "Con trai, đi đâu vậy? Ăn cơm chưa?" Vương Tử Quân không nói hai lời, hắn rót một ly nước rồi uống ực cạn sạch, sau đó mới mở miệng nói. "Con đã ăn rồi, con đến nhà bí thư Lâm dùng cơm trưa nhưng lại quên uống nước, lúc này sắp chết khát đến nơi." Triệu Tuyết Hoa yêu thương đưa đến cho Vương Tử Quân một cái khăn mặt, sau đó lại tự mình lau mồ hôi trên đầu con trai, rồi oán trách nói: Con xem mình kia, nào có bộ dạng của một vị bí thư, khốn khổ như một vận động viên vậy. Tiểu tử thúi này, mẹ đã chuẩn bị cho con cả bàn thức ăn, bây giờ chạy về lại nói mình đã ăn no, báo hại cả nhà chờ. Vương Quang Vinh đặt quyển sách trong tay xuống, rồi giả vờ tức giận nói: Thấy cha mẹ thay nhau mở miệng dạy bảo. Vương Tử Quân chỉ cảm thấy một cảm giác thân thiết đã lâu chưa có chợt bùng lên trong lòng, hắn dùng giọng cợt nhả nói: "Tuân lệnh, thư ký trưởng Vương." Triệu Tuyết Hoa thấy con trai tự vạch áo cho người xem lưng thì tranh thủ liếc mắt, nhưng Vương Tử Quân cố ý như không nghe thấy, hắn tùy tiện trêu chọc bố. "Bố, bố à, thư ký trưởng Vương, bây giờ ngài chỉ cần chờ một khoảng thời gian, sau đó đến văn phòng tỉnh ủy làm việc." Vương Quang Vinh thấy con nói với bộ dạng nghiêm trang, không giống đùa giỡn thì có hơi giật mình. Nhưng dù lão nghĩ nát đầu cũng không ngờ con trai hôm nay lại đến dùng cơm với bí thư tỉnh ủy. Nghe con trai dùng giọng hời hợt kể những gì xảy ra sáng nay, Vương Quang Vinh ngẩng đầu thật mạnh, vẻ mặt không thể tin, xem ra con mình đã lớn. Tiến Hưng, có đôi khi làm người không nên quá xấu hổ, ví dụ như hôm nay, anh Vương ngốc đến mức chuyện tốt đến nhà mà còn từ chối, chúng ta còn dựa vào đó làm gì? Anh ta nói sách đi, Cậu cứ tranh thủ đưa những món kia về là được." Chu Toàn thư nâng ly rượu lên, ực một tiếng uống cạn. Cao Tiến Hưng tuy thấy hôm nay cậu mình làm hơi quá, nhưng hắn cũng thấy nếu ném vài trăm đồng vào một vị giáo sư đại học cũng là đáng tiếc, trong lòng không khỏi bội phục cậu mình dày mặt. "Tiểu tử, cháu dù công tác ở tỉnh ủy nhưng cần học hỏi nhiều thêm, muốn quen thuộc con đường quan trường thì cần nghiên cứu hai quyển sách, một là dày mặt học, hai là tâm lý học." Chu Toàn thư nói, càng nói càng đắc ý, cũng không quên chỉ điểm cho cháu mình một chút. Tút, tút, tút. Một âm thanh từ trong áo cao tiến hưng truyền ra, hắn thấy vậy thì đưa tay xuống bên hông lấy ra một cái máy nhắn tin. Chiếc máy nhắn tin của Cao Tiến Hưng là khá tốt, là loại mới, rất dễ nhìn. Hắn nhìn vào tin nhắn, sau đó chợt ngây người. Tiến Hưng, làm sao vậy? Chu Toàn Thư thấy cháu mình có biểu hiện khiếp sợ thì cũng cảm thấy mất vui, tiểu tử này sao vậy? mới nói làm việc không nên sợ hãi, mới đó đã đứng ngây cả người ra, chút đức hạnh như vậy cũng không có sao. Cao Tiến Hưng trầm mặc không nói một lời, một lát sau trong miệng mới truyền ra một câu. Cậu, vừa rồi văn phòng tỉnh ủy truyền ra tin tức, thư ký trưởng Vương Quang Vinh sẽ nhanh chóng tiền nhiệm. Bộp, Chu Toàn Thư vừa nâng ly rượu lên khóe môi, bây giờ đã rơi xuống đất vỡ tan. Không ngờ tôi mới đi một tháng mà trong thành phố quán ba mọc lên như nấm sau mưa. Vương tử quân nâng ly rượu lên nói với người đàn ông ngồi đối diện. Người đàn ông kia có thân hình cao lớn, bộ dạng phong lưu phóng khoáng, sau khi nghe được lời cảm khái của vương tử quân thì hắn cười ha hả nói. Quân tử, không phải cậu không thấy rõ, mà là thế giới này biến đổi quá nhanh. Không ngờ ông cụ nhà cậu lại hung ác như vậy, ném cậu xuống xã công tác, là cái xã gì? Cái gì quái quỷ gì mà Tây? Tây Hà Tử, cậu tạm thời đừng kéo ông nội tôi vào, bây giờ tôi rất thỏa mãn với trạng thái hiện tại của mình. Vương Tử Quân nhìn gương mặt người đối diện mà nói. Đúng, là xã Tây Hà Tử, có phải là cái xã có con sông chảy xuống từ phía Tây? Ha ha, nghe nói đây là một địa phương mà thỏ cũng không thèm ỉa, tiểu tử cậu đi rồi, cũng không còn ai tranh giành mỹ nữ với tôi, cuộc sống xem như tạm ổn, nhưng được cái hơi buồn. Vương tử quân nhìn bộ dạng tùy tiện của Tôn Khải mà trong lòng có chút ấm áp, Tôn Khải này là một người bạn thân của hắn, cùng hắn lớn lên. Năm xưa khi vương tử quân thảm bại chạy đến thôn Yên Chi Nam, Tôn Khải là người duy nhất chạy đến đó tìm hắn. Sau đó Tôn Khải chạy đến đồn công an, dùng sơn xịt lên xe công an hai chữ chó săn, kết quả bị khép tội làm ảnh hưởng công vụ, bị giam 15 ngày. Vương tử quân nghĩ lại mà cảm thấy ấm lòng, ngàn vàng khó mua, bạn tốt khó cầu. chương 62, đời người sẽ có lúc gặp lại tiếp trước vương tử quân vì lòng tự trọng của mình mà cắt đứt tình nghĩa với Tôn Khải, cuối cùng Tôn Khải bị bệnh bạch cầu, chuyện này thành vết sẹo trong tâm lý trong lòng hắn. Trước mắt điều cần quan tâm chính là tính mạng, vương tử quân nhìn cố nhân mà thật sự cảm thấy đủ hương vị bùng lên trong lòng, hắn khẽ cộng ly với Tôn Khải. Cậu cô đơn, trong núi không còn hổ thì khỉ xương vương, tôi không còn ở trong học viện, như vậy những cô gái nhỏ trong trường nào thoát khỏi ma trảo của cậu. Hi hi, hi hi, quân tử, lời này của cậu là 10 phần sai. Sao, chẳng lẽ cậu đổi tính? Vương tử quân dùng giọng trêu ghẹo nói. Năm xưa tôi cũng gieo hạt giống si tình, kết quả là một trận mưa lớn đổ xuống rồi chết úng. Bây giờ tôi đã là giảng viên, sao lại chỉ nhìn vào sinh viên? Quân tử ơi là quân tử, cậu nhìn kỹ vào mắt tôi xem, ngoài đồng tử ra thì có bao nhiêu phần chân thành. Vương tử quân nhìn vào mắt tôn khải mà cười ha hả. À, chó không thể không ăn cứt sói không thể không ăn thịt tiểu tử cậu bây giờ nhất định là thò tay vào trong nhóm nữ giảng viên rồi sao tôn khải tỏ ra đắc ý hắn cầm ly rượu trong tay nghe được lời của vương tử quân thì thiếu chút nữa đã không đánh rơi ly xuống hắn giật mình hỏi tôi còn chưa nói sao cậu biết hừ chỉ cần nhìn vào bộ dạng vơ vét tài sản của cậu thì biết ngay yêu đương thì nữ vui nam khổ không phải sẽ bỏ ra vài phần tiền sao không cần nói cũng biết tiền của cậu ném vào trang hoa hết rồi. Hai người cùng vỗ tay cười lớn, phụ nữ luôn là ngọn nguồn khoái hoạt cho đàn ông, đám đàn ông ngồi với nhau sẽ không tránh được tình huống nói chuyện say xưa. Tôn Khải, trường cậu bây giờ còn có chỉ tiêu nhập học không? Vương Tử Quân dùng giọng gọn gàng dứt khoát hỏi. Chỉ tiêu nhập học, thế nào, tiểu tử cậu không phải muốn đi học lần nữa đấy chứ? Tôn Khải giật mình hỏi thăm. Tôi cũng không có lòng giả dạ thanh thản như vậy, tôi có một người bạn, cần tôi giúp đỡ. Vì kiếp trước là vợ chồng, bây giờ vương tử quân lại nói là bạn, thế là trong L lòng không khỏi run lên. Bạn, biết đâu kiếp này quỹ tích cuộc sống của hai người chỉ giao nhau một lần, sau đó thì tách ra, mỗi người một đường. Bạn của cậu là bạn của tôi, không có vấn đề, cứ đặt lên người tôi là được. Tôn Khải cũng không hỏi lại, hắn vỗ ngực hào sảng đồng ý. Vương Tử Quân cũng không có chút nghi ngờ với lời hứa hẹn của Tôn Khải, vì chưa nói đến bố của Tôn Khải, chính Tôn Khải là phó bí thư đảng ủy trong trường, sắp xếp một sinh viên vào học thật sự không gì khó. Vương Tử Quân nhìn gương mặt trẻ tuổi của Tôn Khải, hắn nghĩ đến những gì xảy ra vào 20 năm sau, thế là vẻ mặt chợt biến đổi, không nhịn được phải khuyên ngủ. Tôn Khải, sau này nên chú ý đến sức khỏe hơn. Cậu, cậu có ý gì? Quân tử, cậu không phải vì ở nông thôn không có mỹ nữ, thế nên ghen ghét tôi sao? Tôn Khải đập lên vai Vương Tử Quân, mà Vương Tử Quân cũng không nói gì, cũng không thể mở miệng giải thích, đành phải dùng giọng oán trách nói. "Cậu nhớ kỹ lời tôi là được." Vương Tử Quân tuy nói không quá lớn nhưng vẫn làm cho Tôn Khải nghe thấy rõ ràng, cũng không phải cố gắng làm ra vẻ, thật sự còn nghiêm túc hơn cả bố mình. Quân tử trước kia cũng không có bộ dạng này, đây là sao? Tôn Khải nhìn Vương Tử Quân một lúc lâu, sau đó hắn mới ý thức được khí độ của đối phương bây giờ không giống khi trước. Ôi, đây không phải là Tôn công tử sao? Đã lâu không gặp." Một âm thanh nịnh nọt vang lên, một tên mập đi đến dưới ánh đèn màu lấp lánh của quán bar. Vương Tử Quân nhờ vào ánh đèn mà phát hiện người đang đi đến hơn 40 tuổi, gương mặt như một cái bánh bao, tươi cười như hoa. "Anh là?" Tôn Khải cũng không biết người đến là ai, thế cho nên có chút mất hứng. "Tôn công tử thật sự là quý nhân hay quên, tôi là Lôi Trạch Binh, là Lôi Trạch Binh của ngân hàng nông nghiệp." Tên mập thấy Tôn Khải không nhận ra mình thì không khỏi có chút xấu hổ, thế là vội vàng giới thiệu mình. Lôi Trạch binh, à, thì ra là phó giám đốc lôi, chào anh, chào anh. Tôn Khải cuối cùng cũng nhớ đến đối phương là ai, trong miệng nói lời nhiệt tình nhưng giọng điệu lại như gần như xa, cũng không mời đối phương ngồi xuống. Phó giám đốc lôi cũng là hạng người giỏi nhìn mặt mà nói chuyện, hắn thấy trận thế như vậy thì khôn khéo nói thêm hai câu, sau đó cũng ly với Tôn Khải và Vương Tử Quân rồi xoay người bỏ đi nhưng lúc rời đi thì nhìn chằm chằm vào vương tử quân, hắn khắc ghi hình ảnh người đàn ông mà tôn công tử đối đãi tốt này vào lòng. Phó phòng lôi vừa đi không bao lâu thì một chai rượu Tây được đưa đến, nhân viên nói. Có vị khách mời hai vị uống rượu, mời hai vị chậm rãi dùng. Vương tử quân nâng ly rượu lên, hắn xuyên qua ly thủy tinh nhìn mặt tôn khải, trong lòng chợt có chút phiền muộn. Hắn đã trọng sinh, nhưng đối mặt với những thay đổi trước mắt thì hắn thật sự không biết là may mắn hay bất hạnh. Nhưng bây giờ uống rượu với một người bạn mà kiếp trước đã mất, có lẽ là chuyện làm cho người ta vui sướng. Tút, tút, tút. Chiếc máy nhắn tin Tôn Khải đeo bên hông chợt vang lên, hắn đang trò chuyện vui vẻ với Vương Tử Quân và bị cắt ngang, thế là không khỏi bước bối lấy máy ra xem, sau đó vẻ mặt chợt biến đổi. Sao vậy? Ông cụ gọi về nhà. Tử Quân, tôi đi trước, ngày mai chúng ta tiếp tục trò chuyện. Vương Tử Quân nhìn Tôn Khải vội vàng bỏ đi, hắn cũng không còn hào hứng ngồi lại quán ba, hắn uống cạn ly rượu trong tay rồi chuẩn bị đứng lên. Đúng lúc này phía trước chợt truyền đến vài âm thanh rối loạn, khi vương tử quân nhìn sang thì thấy một người phụ nữ khá quen mắt, nàng dùng rượu hắt lên một người đàn ông. Hắn đã gặp cô gái kia ở đâu? Hắn thật sự không thể nhớ rõ. Khi vương tử quân đang buồn bực suy nghĩ thì cô gái kia cầm túi sách thất thiểu đi về phía cửa. Con khốn nạn, rõ ràng là kỹ nữ còn muốn lập bàn thờ mày dám đi ông sẽ cho mày phải hối hận tên đàn ông kia lau vết rượu trên mặt rồi ném ra một câu ngoan độc đó không phải là cô gái mất tiền trên xe sao ôi xem ra xinh đẹp cũng là tai họa sau khi phát hiện ra thân phận của cô gái kia vương tử quân muốn bỏ đi gặp mặt bất ngờ hắn cũng không muốn chen vào chuyện nhà người ta nhưng khi vương tử quân xoay người định bước đi người phụ nữ kia rõ ràng đã hơi say nàng chợt dừng lại cơ thể lảo đảo nàng đi về phía hắn với ánh mắt say lờ đờ đúng lúc nàng ngẩng đầu lên sau đó chụp lấy cánh tay của vương tử quân rồi nói thật sự là anh vương tử quân rõ ràng không ngờ sẽ rơi vào tình huống thế này hắn đành thản nhiên nói ôi đúng là trùng hợp cô gái uống đến mức gương mặt đỏ tía dưới ánh đèn mê ly bùng ra sức quyến rũ không ngờ nàng nhìn chằm chằm vào vương tử quân rồi nói đời người sao không gặp lại chuyện hôm qua làm phiền anh Hôm nay gặp mặt cho tôi cơ hội, tôi mời anh uống rượu. Chương 63, không phải là thứ gì cả, tôi là đàn ông. Thật xin lỗi, tôi còn có việc phải đi. Vương tử quân cũng không muốn dây dưa quá nhiều, hắn nói xong và chuẩn bị rời đi. Không ngờ người phụ nữ kia giống như bị kích thích, nàng hét lên. Anh có phải là xem thường tôi? Khi thấy cô nàng trước mặt hai mắt đẫm lệ, bờ vai khẽ run, Vương tử quân cũng không đành lòng hắn tiến lên giúp nàng ngồi xuống rồi khẽ nói cô uống nhiều quá cô là một phụ nữ sao lại phải ở đây chịu khổ vương tử quân nói một câu giống như động chạm vào khối thịt mềm trong lòng người phụ nữ này nàng liếc mắt nhìn hắn cứ như vậy một lúc mà trong lòng ấm áp hơn đột nhiên những gì nàng gặp phải trong những ngày qua bùng lên như thác lũ nàng dùng hai cánh tay ôm chặt lấy vương tử quân nước mắt giàn giụa dùng giọng khóc không thành tiếng nói anh không thể đi tôi không cho anh đi khi cánh tay mềm như ngọc của người phụ nữ kia chụp lấy người vương tử quân, cơ thể nàng cũng lảo đảo đổ đến, thế là cơ thể thơm ngát ảo vào lòng vương tử quân. Cô nàng này rất thơm, không biết là mùi hương gì, mùi nà nhàn nhạt giống như mùi bưởi, lại giống như xạ hương, làm cho người ta mê say, tâm tình của hắn không khỏi rung động. Trong quán rượu có không ít vị khách nhàn rỗi buồn chán, khi thấy biểu hiện của người phụ nữ phong tư yểu điệu và xinh đẹp quyến rũ này, không khỏi bùng lên hứng thú rào rạt. Vương tử quân đứng trước mắt bao người bị người phụ nữ này quấn lấy, hắn không khỏi bất ngờ, sau đó nhướng mày thản nhiên nói. Thả tôi ra, tôi mời cô một ly. Ánh mắt cô gái có vẻ mê ly, đầu óc giống như đã mơ màng, sau khi nghe xong lời nói của vương tử quân thì nước mắt bùng ra như thác lũ, sau đó lại cười khanh khách. Quỷ keo kiệt, bình thường có bao nhiêu người muốn mời chị uống rượu, chị còn không thèm nể mặt, không ngờ bây giờ chị lại phải van xin cậu trên bàn còn lại nửa chai rượu tây cô gái tiện tay cầm lấy rót một ly sau đó uống ực cạn sạch nhìn động tác của cô gái thì giống như không phải uống rượu mà là đang giận lẩy vương tử quân nhìn đồng hồ sau đó khẽ nhíu mày cô gái uống hết một ly lại tiếp tục một ly tiếp theo nàng cũng không nói nhiều trong lòng uất ức như sóng chiều cứ hết lớp này đến lớp khác điều này làm cho nàng không còn chút sức lực thế cho nên cứ liên tục ngửa đầu uống rượu rượu không phải là thứ tốt cô cũng đừng uống nữa. Vương tử quân vừa khuyên nhủ vừa giật lấy chiếc ly trong tay cô gái. Cô gái đưa mắt nhìn, thấy gương mặt vương tử quân thì khẽ nhếch miệng cười, nước mắt lại trào ra. Sau đó nàng dùng tay lau nước mắt, bây giờ nàng gặp một người phụ nữ săn sóc mình chu đáo, không khỏi có chút ấm lòng. Không cần anh quan tâm, đàn ông các anh không có ai, không có tên nào là thứ tốt. Người phụ nữ kia dùng giọng mơ hồ lầm bầm nói, có lẽ một lời này là phát tiết tất cả, toàn thân chợt run rẩy, khó thể giữ được, cuối cùng cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó ngã cắm đầu xuống. Đám khốn nạn các người đều như nhau, tên nào chẳng tây phục, chẳng ra vẻ đạo mạo. Thực tế tên nào cũng là loại hèn mọn, thực tế thì làm quan lớn, ra ngoài thì phong lưu bồng bềnh. Anh càng không cho thì tôi càng phải uống, tần hồng cầm tôi dù đến mức này cũng không phải hết tiền mua rượu. Người phụ nữ thấy vương tử quân giấu ly đi, nàng hồn hền ồn ào, giống như muốn phát tiết tất cả cam phẫn ra ngoài. Vương Tử Quân thấy người phụ nữ này say đến mức bất tỉnh nhân sự thì đầu tiên là nhíu mày, sau đó lại bị ba chữ tần hồng cầm thu hút. Hắn nhìn người phụ nữ bừng bừng sức sống như mùa hè trước mặt, thầm nghĩ đến người phụ nữ mạnh mẽ vì phạm tội kinh tế mà bị bỏ tù vào kiếp trước, hầu như chỉ sau nháy mắt hắn đã kết luận hai người là một. Lúc đó khi thấy người phụ nữ này bị bỏ tù. Hắn thầm cảm thán vì một người phụ nữ hơn 40 rất anh thư lại phải ở trong tù vài chục năm, thật sự khốn khổ. Dù kiếp trước Tần Hồng Cẩm là nhân vật bi kịch, nhưng thương giới thay đổi bất ngờ, không thể dùng thành bại để luận anh hùng, không thể không thừa nhận Tần Hồng Cẩm này thật sự đã lập ra một truyền kỳ trong thương giới. Anh nhìn tôi cái gì? Có phải muốn lợi dụng tôi say để chiếm tiện nghi? Người phụ nữ Tần Hồng Cẩm thấy Vương Tử Quân nhìn mình không nói lời nào thì hét lớn: Tần Hồng Cẩm có gương mặt đỏ như trái đào nhưng cổ lại trắng như tuyết. Lúc này mái tóc đã xòa tung, nàng đang dùng ánh mắt không chút kiêng nể gì nhìn Vương Tử Quân. Hi hi, tiểu đệ đỏ mặt sao? Chị nói cho cậu biết, chỉ cần hôm nay cậu cho chị uống vui vẻ, chị cho cậu tất cả. Tần Hồng Cẩm nói. Sau đó một bàn tay thon cũng duỗi lên người Vương Tử Quân rồi bắt đầu sờ soạng. Vương Tử Quân nhìn bàn tay nhỏ bé đang sờ soạng mình mà vừa bực vừa buồn cười, thế là duỗi một bàn tay ra giữ lại. À, thì ra là anh không hợp với khẩu vị của cô tần hồng cẩm anh còn tưởng rằng cô là phụ nữ trinh liệt thì ra cũng là loại kỹ nữ người đến chính là tên đàn ông vừa rồi bị tần hồng cẩm hát rượu lên mặt hắn nở nụ cười không đứng đắn rồi dùng giọng tranh chua nói tần hồng cẩm đã say lờ đờ nàng nghe được âm thanh mỉa mai của đối phương thì ngẩng đầu lên dùng giọng gay gắt nói long vạn khoa tôi nói cho anh biết tôi không thèm vay dù tôi có tình nguyện ong bướm cũng không tìm loại cóc ghẻ như anh. Long vạn khoa nhìn bộ dạng mê ly của tần hồng cẩm dưới ánh đèn mà thầm nghĩ bà chị này không hỗ danh xuất thân là vũ sư, gương mặt hồng hào, thật ra còn xinh đẹp hơn cả người mẫu. Cô nàng có cặp mắt quyến rũ, khóe miệng dí dỏm, cặp môi vỉnh để người ta sinh ra dục vọng muốn hôn. Khó có được chính là cô gái này có dáng người rất lồi lõm, tư thái tuyệt đẹp, điều này làm hắn nuốt nước miếng, đúng là ngon khó tả long vạn khoa cũng không quan tâm đến tiếng chửi mắng của tần hồng cẩm đối với hắn thì đối phương chỉ là một con trâu trấu trong lòng bàn tay mà thôi càng nhảy mạnh càng hào hứng càng khó chiếm được thì càng vui tôi không phải thứ gì đúng vậy tôi là thứ gì là đàn ông sống sờ sờ ra hơn nữa tôi còn đảm bảo tôi sẽ hùng mạnh thiện chiến hơn thằng nhãi con mặt trắng này cơ thể còn mạnh mẽ hơn nhiều không biết thì cứ thử sợ rằng thử sẽ khó quên được ha ha tần hồng cẩm cô thật sự lớn lối Tôi cho cô biết, ở thành phố này, đừng nói là cô không muốn vay, sau này dù muốn cũng không ai dám cho vay. Vương tử quân thấy tên do hèn mọn bị ổi kia kéo cả mình vào thì vẻ mặt chợt biến đổi, người sống giữa trời đất có nhiều chuyện khó thể nói lý lẽ, vì có nhiều người không có lòng tự trọng, giống như lò xo so, anh yếu thì hắn mạnh, trái lại, nếu anh lớn tiếng dọa người, tiến lên cho đối phương vài tát, sẽ làm cho đối phương lau mắt mà nhìn, không dám nói lời nào chương 64, là người lớn gan, cũng lắm tiền. Long Vạn Khoa công tác ở trong một chi nhánh ngân hàng nông nghiệp, đến năm 30 thì lên đến chức vụ trưởng phòng tín dụng, tất nhiên sẽ có cuộc sống xuân phong đắc ý. Hắn là một người ngày bình thường không cần lo cơm áo, hắn chỉ có một sở thích, đó là tan tầm thích chạy vào những địa điểm giải trí. Điều làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười chính là trưởng phòng Long này lại công khai giải thích về ham mê của mình. Nhưng hắn là một trưởng phòng tín dụng, cũng cần phải xâm nhập vào cuộc sống, nhìn xu thế phát triển kinh tế và thị trường, nếu không thì nên cho ai vay. Lý do Đường Hoàng đó tất nhiên không lừa được người ta, mục đích đơn giản của Long Vạn Khoa chính là thể nghiệm trên đủ mọi loại phụ nữ. Theo lời của hắn thì mình chính là kẻ lớn gan và lại lắm tiền, không sợ làm không được, chỉ sợ không thể tưởng được. Cao kiến này của trưởng phòng Long tất nhiên hợp ý với rất nhiều kẻ muốn vay tiền, thế là bọn họ hẹn trưởng phòng Long đến quán ba uống rượu. Hơn nữa đều thực hiện quy tắc ngầm rất tốt. Vì thế mà gần đây tuy đường tình cảm của Trưởng phòng Long có hơi kém, nhưng mỗi ngày vẫn là số đào hoa. Thật ra lần đầu tiên Tần Hồng Cẩm đến tìm vay tiền thì Long Vạn Khoa có chút lo lắng, vì người phụ nữ này rất có hương vị. Tổng mắt Long Vạn Khoa thì Tần Hồng Cẩm cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ quyến rũ, kết hợp với cương nhu thủy hỏa. Nhưng điều làm hắn không hài lòng chính là người phụ nữ này tư tưởng quá bảo thủ, mãi không chịu cho mình cơ hội nói cho cùng thì hắn cũng không dám quá mức tuyệt tình không có được thì ra tay mạnh hơn lợi hại hơn siết chặt hơn bám dai hơn mà càng không được thì càng suy nghĩ phương án mạnh mẽ hơn vừa rồi tần hồng cẩm rót rượu cho long vạn khoa hắn cũng không nhận ly rượu mà nhân cơ hội chụp lấy tay người đẹp bàn tay của nàng rất mềm mại như không xương điều này làm cho tần hồng cẩm sợ hãi co rụt cả người nhưng không rút tay ra chỉ là cố gắng nghiêng người mặt hơi đỏ long vạn khoa khẽ mỉm cười hắn khẽ tăng thêm chút lực muốn kéo nàng vào trong lòng không ngờ người phụ nữ này lại bưng ly rượu hắt lên mặt hắn điều này làm hắn phẫn nộ buông tay con đàn bà này cương liệt quá mức thật sự vượt xa dự đoán của hắn lẽ ra những hành vi của tần hồng cẩm đã sớm chọc giận long vạn khoa vì hắn là ai chính là rồng trong cõi người không ngờ con đàn bà kia không biết tán thưởng lại chạy đến ve vãn một thằng mặt trắng em gái em uống quá nhiều rồi mau cùng anh quay về anh đưa em về nhà. Long Vạn Khoa thấy Tần Hồng Cẩm không chịu đi, thế là lập tức mở lời đong đưa, giống như đang bị lửa đốt. Cút, cút ra xa, xa, đừng cho tôi gặp được anh, nghe thấy anh nói thì toàn thân đã nổi ra gà. Không muốn gặp anh, hi hi, anh lại thích gặp em. Long Vạn Khoa vừa nói vừa ôm eo Tần Hồng Cẩm không chút sợ hãi. Tần Hồng Cẩm không vùng ra được, nàng cúi đầu cắn hắn một cái, cũng không phải cắn như bình thường, mà là dùng hết sức, điều này làm hắn đau đến mức há miệng kêu lớn. Các anh em thấy chưa, con đàn bà này tiến hành công kích tôi, tôi thỉnh cầu các vị bảo vệ an toàn tính mạng cho tôi. Ha ha, trưởng phòng long, chúng tôi đến đây. Một tên đàn ông với gương mặt khô quát không có tí thịt chợt tranh thủ chạy đến, hắn vung còng tay trước mặt tần hồng cầm, sau đó dùng giọng uy hiếp nói. Đúng là làm càn, không câu lưu không được. Một tên nhìn thoáng qua vương tử quân, ánh mắt lạnh buốt như dao lúc này vương tử quân đã thấy tất cả tình huống xảy ra hắn quát lên nghiêm nghị các anh là ai dựa vào cái gì để phòng tay người ta lấy giấy chứng nhận chấp pháp ra đây tôi xem vương tử quân chấn định như vậy làm cho tên đàn ông kia chợt ngẩn ngơ dù hắn không phải công tác ngày một ngày hai nhưng tên này giống như không sợ bọn họ điều này làm hắn không biết nên nghe theo ai còng hắn lại luôn một lượt tên đàn ông kia vung tay cho tên đứng phía sau lại dùng giọng hổn hển nói Gương mặt vương tử quân càng thêm khó coi, hắn không ngờ đám người này lại kiêu ngạo như vậy. Hắn thở hắt ra một hơi, hắn quyết định náo loạn một phen. Tiểu Long, cậu làm ồn ào gì chỗ này vậy? Đúng lúc này một âm thân chó chút uy nghiêm vang lên từ phía sau. Đám người Long Vạn Khoa đang định ra tay, một tên trong nhóm phải tranh thủ chạy đến tươi cười báo cáo. Giám đốc lôi, đã quấy nhiễu anh rồi, không có chuyện gì cả, chúng tôi chỉ phối hợp để bắt hai đồng chí gây rối này thôi. À, đám người trong quán rượu cũng là tố chất không đều, chỉ dựa vào bảo vệ sao có thể quản hết được. Tốt, cậu xử lý xong thì tranh thủ chạy đến chỗ tôi. Giám đốc Lôi gật đầu rất có phong thái lãnh đạo, sau đó vô thức nhìn về phía đám người bên kia. Giám đốc Lôi không nhìn thì không sao, nhìn thì sợ ngây người, khi ánh mắt hắn chuyển lên người Vương Tử Quân, đúng lúc một nhân viên an ninh tiến lên giữ lấy người Vương Tử Quân. Đi theo chúng tôi. Ôi, mọi người hình như có hiểu lầm thì phải. Thân hình mập mạp của giám đốc Lôi lập tức trở nên linh hoạt, hắn cũng không đợi đám nhân viên an ninh kia đến gần Vương Tử Quân mà nhanh chóng chạy đến. Vương Tử Quân tất nhiên cũng thấy giám đốc Lôi, hắn nhìn đối phương chạy đến mà cười nhạt một tiếng. "Giám đốc Lôi, đây là thủ hạ của anh sao?" Trên trán Lôi Trạch Binh vã ra một tầng mồ hôi, tuy hắn không biết rõ thân phận của người này, nhưng chỉ căn cứ vào sự việc đối phương có thể ra tay xử lý gọn nhẹ đứa con của phó chủ tịch thành phố, như vậy hắn cũng khó thể chọc vào ôi đây nhất định là nước giếng phạm nước sông người một nhà là người một nhà anh xem bọn họ cũng không nhận ra anh hiểu lầm chỉ là hiểu lầm mà thôi lôi trạch binh lúng túng trong phút chốc sau đó hắn nói ra một lời như vậy vương tử quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua lôi trạch binh sau đó hắn nghiêng đầu sang nhìn long vạn khoa lúc này mới nói đám người ngân hàng nông nghiệp các anh thật sự đều là nhân tài vương tử quân nói rồi đi ra bên ngoài sự việc hôm nay làm hắn rất mất hứng, nhưng với quyền lực hiện tại của hắn, còn chưa đạt đến mức có thể xử lý được đám người này. Lôi trạch binh nghe rõ câu nói châm trọc của Vương Tử Quân, trong lòng có chút run rẩy. dù bây giờ hắn là giám đốc chi nhánh ngân hàng nông nghiệp, nhưng nếu có một vị lãnh đạo quyền cao trước trọng thích thì có thể làm gì hắn cũng được sao. Hắn nghĩ vậy và thầm cảm thấy không yên, Tôn Công Tử là một trong số người có thể ép chết hắn, mà người này lại là bạn thân thiết của Tôn Công Tử. Anh nghe tôi giải thích, tôi, tôi thật sự không liên quan đến bọn họ. Khi vương tử quân đi đến cửa thì lôi trạch binh vội vàng chạy theo, liên tục giải thích cho mình. chương 65, Liên Thủ Vương tử quân đi về phía trước nhanh như sao băng, dư quang khóe mắt lại chuyển lên người tần hồng cẩm đang đi theo phía sau. Người phụ nữ này vừa rồi còn khóc lóc đến mức mơ hồ, bây giờ lại chạy theo mình có vẻ rất khuôn phép, hắn thấy vậy mà thầm than. Người phụ nữ này không đơn giản, Tần Hồng Cẩm chạy theo sau lưng Vương Tử Quân, tất nhiên nàng cũng không biết được hắn đang nghĩ gì. Cô chuẩn bị theo tôi bao lâu nữa? Vương Tử Quân chợt xoay đầu lại rồi bất ngờ hỏi. Tôi? Tần Hồng Cẩm đối mặt với tình huống Vương Tử Quân chợt xoay đầu mà trở nên lúng túng, một lúc lâu sau cũng không biết nói thế nào cho phải. Tôi rất vui khi được quen biết cô, nếu như cô không ngại, tôi mời cô uống vài ly nhé. Tần Hồng cầm tuyệt đối không ngờ người thanh niên vừa rồi còn tỏ ra lạnh lùng nhưng bây giờ lại mở miệng mời mình uống rượu. Chẳng lẽ hắn muốn mình quá chén rồi nhân cơ hội làm loạn? Tần Hồng cầm cảm thấy rất mâu thuẫn. Nếu như đối phương thật sự có tâm tính như vậy thì mình rõ ràng là đưa dê vào miệng cọp. Nhưng nàng dựa vào trực giác của mình để phán đoán đối phương không phải là người như vậy. Phương Tử Quân cũng không suy nghĩ phức tạp như thế. Lúc này hắn đang suy xét vài vấn đề khi hắn nhìn ra thân phận của tần hồng cẩm hắn chợt có một ý nghĩ như thế này mình nên cùng liên thủ với tần hồng cẩm để kiếm tiền đồng thời nắm tần hồng cẩm làm người phát ngôn của mình sau khi trọng sinh thì vương tử quân biết tiền tài quan trọng đối với người trong quan trường như thế nào ví dụ như dùng một câu nói của dân không chạy quan hệ không chạy tiền thì đứng yên bất động chỉ chạy quan hệ mà không chạy tiền thì chỉ có thể được đề cử vừa chạy quan hệ vừa chạy tiền thì đề bạt trọng dụng vì thế muốn phát triển xuân phong đắc ý trên đường quan trường, như vậy phải có cơ sở kinh tế. Mà Tần Hồng Cẩm chính là một lựa chọn không sai. Vương Tử Quân nhìn thấy bộ dạng do dự của Tần Hồng Cẩm mà thiếu chút nữa cho rằng mình nhận lầm người, hắn dùng ánh mắt sâu sắc nhìn nàng, sau đó đi vào một quán nghỉ ở ven đường. Nhiều khi con người có chung một tâm tính, hơn nữa tâm tính này lại khá mạnh, đó là khi một người mặt dày mày dạn nói lời cầu xin, tư thế thấp hèn của đối phương rất dễ làm cho người ta phản cảm. Nhưng nếu anh bày ra tư thái như gần như xa, không thèm quan tâm, như vậy sẽ làm người ta hiếu kỳ, sẽ bừng bừng hào hứng. Vương Tử Quân nói xong thì cất bước, Tần Hồng Cẩm cũng không tự chủ được phải đi theo. Trong quán mì mờ mịt khí nóng, khi Tần Hồng Cẩm tiến vào thì Vương Tử Quân đã gọi món xong, một chai nha đam, một chai sữa, một phần lạc luộc, hai tô mì nóng hổi. Hắn cười nói: "Vừa rồi uống nhiều rượu, bây giờ nên ăn chút gì đó cho ấm bụng." tần hồng cẩm không nói lời nào nàng chợt trầm mặc vương tử quân thấy nàng có chút thận trọng thì đột nhiên nói tôi muốn hỏi cô cô có biết dưới bàn là món gì không tần hồng cẩm ngẩng đầu nàng giật mình nhìn vương tử quân sau đó dùng giọng kỳ quái hỏi đây không phải là nước nha đam và lạc luộc sao vương tử quân lắc đầu rồi dùng giọng nghiêm trang nói tôi biết rõ nghệ danh của hai món này nước nha đam được gọi là vạn lý băng phong Lạc Luộc gọi là chiến đấu đáo để. Tần Hồng Cẩm cười xì lên một tiếng, trong lòng thầm khen người đàn ông này khéo hiểu lòng người, rõ ràng hắn đang giải vây cho mình, thế là trong lòng có chút ấm áp và cảm động. Nàng nghĩ lại tình huống vừa rồi còn coi đối phương là có ý đồ xấu, thế là vẻ mặt có chút hối lỗi, lại khẽ thở ra một hơi, cũng mơ hồ có chút thất lạc. Cô rất muốn vay tiền sao? Vương Tử Quân không quan tâm đến biến hóa của Tần Hồng Cẩm, hắn hỏi thẳng Nói đến vấn đề vay mượn thì vẻ mặt Tần Hồng Cẩm lại trở nên ảm đạm. "Đúng vậy, vì tôi muốn vay tiền nên mới tìm đến tên trưởng phòng Long kia." "Cô muốn vay bao nhiêu?" "Hơn 300 ngàn." Tần Hồng Cẩm thấy Vương Tử Quân có biểu cảm khá nhẹ nhàng thoải mái, thế là trong lòng có chút tức giận, anh tưởng tôi thích đi vay lắm sao? Chỉ là phản ứng của Vương Tử Quân làm cho Tần Hồng Cẩm bất ngờ, hắn chỉ lắng nghe, không có chút giật mình, sau đó lại hỏi: Cô chuẩn bị dùng nó làm gì? Kinh doanh, ra ngoài kinh doanh. Tần Hồng Cẩm trước nay luôn tự tin ánh mắt của mình, trên phương diện kinh doanh thì nàng tuyệt đối không phải là loại ruồi bọ, không phải thấy gió là nói trời sắp mưa. Nếu như không phải đã làm xong luận án về thị trường, nàng sẽ không lao đầu vào mối nguy hiểm như vậy, phải ra tay mượn hơn 300 ngàn. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt kiên định của người phụ nữ trước mặt, hắn thầm nghĩ, cô nàng quả nhiên có phong cách quý phái. Thương trường như chiến trường, một cô gái còn trẻ mà có ánh mắt và dũng khí như vậy, điều này đủ chứng minh nàng tuyệt đối có thể làm ra thành tích mà kẻ khác phải lau mắt nhìn. Phương Tử Quân nghĩ đến đây thì hứng thú hỏi một câu. Cô xác định hạng mục của mình sẽ kiếm ra tiền, những năm nay kinh doanh đều thua lỗ, chưa nói đến chuyện toi công tốn tiền, còn có thể rơi vào kết quả mất luôn vốn gốc. Tôi không nghĩ như vậy, tôi cảm thấy tiền là nước, nếu như nguồn nước không đủ, tài chính lưu thông không nhanh đã lưu thông không nhanh thì nói gì đến lợi nhuận. Trái lại, nếu có đủ tiền, dù là lợi nhuận ít thì cũng sẽ tích tiểu thành đại giống như một quả cầu tuyết liên tục lớn lên, kinh doanh cũng ngày càng lớn mạnh, vì vậy phải đi vay. Cô không sợ định vị thị trường không chính xác rồi phải bồi thường sao? Những gì anh nói cũng là sự thật, dù kinh doanh thứ gì cũng có nguy hiểm, đầu tư tất nhiên cần cực kỳ thận trọng, nhưng anh đừng quên, nguy hiểm thường đi kèm với kỳ ngộ. Lúc này Tần Hồng Cẩm giống như một người phụ nữ mạnh mẽ làm công tác chỉ huy trên chiến trường, Vương Tử Quân nghe mà có hơi ngây người, sau đó hắn xen vào một câu. "Được rồi, chúng ta liên thủ, đầu tư siêu thị." "Siêu thị?" Tần Hồng Cẩm lần đầu tiên nghe được danh từ như vậy, sau đó nàng dùng ánh mắt nghi hoặc và khó hiểu nhìn Vương Tử Quân, lại nói: "Cần đầu tư bao nhiêu? Chuyện vay mượn tôi sẽ phụ trách, cô chỉ cần làm những việc vật khác là được." tôi sẽ nghĩ biện pháp vay một triệu có lẽ không đủ mở một siêu thị lớn nhưng nếu nói dùng để kiếm tiền thì không là vấn đề một triệu tần hồng cẩm nhìn bộ dạng hăng hái của vương tử quân mà thật sự giật mình líu lưỡi vương tử quân nhìn bộ dạng giật mình của tần hồng cẩm mà nở nụ cười không cho là đúng nói không có gì chuyện cho vay không cần cô quan tâm làm gì cứ giao cho tôi cô cứ yên tâm dùng danh nghĩa của ai để vay tiền tần hồng cẩm bắt đầu tỉnh táo lại nàng dùng giọng nghi kỵ hỏi. Tất nhiên là cô. Vương Tử Quân dùng giọng chân thật đáng tin nói. Tần Hồng Cẩm nghe thấy vậy thì thầm buồn bực. Người đàn ông xấu xa này rõ ràng tạo ra một cái bẫy dập rồi đẩy mình vào trong. Đó là số tiền một triệu. Nàng vừa nghĩ đến đã cảm thấy trột dạ. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của Tần Hồng Cẩm. Hắn bắt đầu giảng giải phương thức kinh doanh của siêu thị vào kiếp trước cho Tần Hồng Cẩm. Lúc đầu Tần Hồng Cẩm còn cảm thấy khó tưởng. Nhưng ngay sau đó trong mắt nàng đã bùng lên hy vọng. Chương 66: Tiếp tục tu luyện. Là một người thương nhân, Tần Hồng Cẩm tất nhiên sẽ có nhạy cảm kinh doanh, đến khi Vương Tử Quân giới thiệu xong, hầu như nàng đã đưa ra phán đoán ngay lập tức. Hạng mục này tuyệt đối là có lợi nhuận, đồng thời lại là lợi nhuận lớn. Tần Hồng Cẩm nhìn gương mặt ngưng trọng của Vương Tử Quân, nàng trầm ngâm một lúc, sau đó gọn gàng dứt khoát hỏi. Hai người chúng ta liên thủ hợp tác phân chia thế nào. Không phải tôi và cô hợp tác, mà là cô hợp tác với mẹ tôi. Dù không có quy định cấm quan viên kinh thương, nhưng Vương Tử Quân trọng sinh thì biết rất rõ, chuyện này càng kiểm tra rất chặt. Tâm tư của hắn đang ở trong quan trường, thế nên sẽ không muốn sinh ra nhân tố mất cân bằng, chỉ muốn tập trung tiến lên mây xanh mà thôi. Sau nhiều lần tính toán doanh thu của hạng mục thì hai con người của Tần Hồng Cẩm càng trở nên sáng ngời, nhưng nếu là hợp tác thì phải nói chuyện thẳng thắn với nhau phải nói về quyền lợi đầu tiên. Trong đầu nàng chợt lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Kinh doanh thì phải phân tranh. Khi Tần Hồng cầm quyết định mở miệng thì Vương Tử Quân chợt cười nhạt nói. Cổ phần công ty mỗi người một nửa, cô suy nghĩ cho kỹ đi rồi quyết định, khi nào suy nghĩ kỹ thì đi đến tìm trưởng phòng lôi. Tôi đã trả tiền, tôi đi trước đây, chúc cô may mắn. Vương Tử Quân nói rồi đứng lên, hắn xem xét lại trang phục, sau đó ngênh ngang bỏ đi nhìn bóng lưng chậm rãi bỏ đi của vương tử quân tần hồng cầm rơi vào trong trầm tư vương tử quân về nhà khá muộn hắn lặng lẽ lên lầu định đi vào phòng không một tiếng động nhưng khi mở cửa lại phát hiện trong nhà đèn đuốc sáng trưng nhà có khách con trai mau đến đây gặp bí thư đậu vương quang vinh thấy con trai đi về thì tranh thủ lên tiếng bí thư đậu vương tử quân khẽ động tâm tư sau đó nhớ ra một người Bí thư Tư pháp thành phố Giang Châu là Đậu Minh Nhạc, những người họ Đậu làm bí thư không nhiều, người đến chẳng lẽ là Đậu Minh Nhạc sao? Chào bí thư Đậu. Vương Tử Quân thầm cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn vẫn cung kính tiến đến trước mặt khách và lớn tiếng chào hỏi. Ha ha ha, bí thư gì chứ, tôi là bạn học của bố cậu, nếu cậu gọi tôi là bí thư, tôi sẽ phê bình cậu, nhớ kỹ, phải gọi là chú Đậu. Âm thanh của Đậu Minh Nhạc rất lớn trong lúc nói làm cho người ta sinh ra cảm giác như đón gió xuân. Dù là kiếp trước thì Vương Tử Quân cũng chưa từng nghe bố nói về người bạn học này, lúc này thấy đối phương khách khí như vậy, có lẽ đã biết Vương Quang Vinh sắp tiến lên nhận chức phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, lúc này mới chạy đến chắp nối. Những năm nay số người giúp nhau trong hoạn nạn không còn nhiều, nhưng số kẻ tình nguyện dệt hoa trên gấm lại rất đông. Sau khi đoán được mục đích đến nhà của Đậu Minh Nhạc, biểu hiện của vương tử quân đã giảm đi vài phần khách khí hắn cười một tiếng nói chào chú đậu a à, anh vương đứa nhỏ này rất tốt không ngờ chớp mắt cái đã lớn thế này có còn là bí thư đảng ủy khối trong trường không đậu minh nhạc cố gắng tỏ ra cảm khái nói ha 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 bây giờ đứa nhỏ này là bí thư một xã anh là chú thì cũng cần phải có trách nhiệm xem trọng con cháu nhà mình nếu cháu nó cầu tiến nhanh thì chú cũng nở mà nở mặt hơn nếu nó cứ mãi dậm chân tại chỗ, đừng trách con cháu nó làm cho mất mặt. Vẻ mặt đậu minh nhạc chợt biến đổi, dù hắn là bí thư ủy ban tư pháp thành phố Giang Châu nhưng nói về quyền lực thì sao có thể vượt qua Vương Quang Vinh đã được đích thân bí thư tỉnh ủy Lâm Trạch Viễn điểm danh. Hơn nữa sau lưng Vương Quang Vinh còn có một đại thần là Vương Lão Gia Tử. Dù bây giờ ông cụ đã về hưu nhưng dù thế nào thì cũng có lực ảnh hưởng không nhỏ ở tỉnh Chiết Giang, trước mắt thì cháu đầu họ của Vương Gia là thuộc hạ của mình, Chính mình lại hồn nhiên không biết, điều này cũng đáng để nói lắm. Anh Vương, cái này là anh không đúng, Tử Quân thật sự là con anh, nhưng chẳng lẽ không phải là cháu tôi. Đi xuống tuyến dưới rèn luyện sao không nói cho tôi biết? Tôi thật sự không giận anh không được. Đậu Minh Nhạc là người tám mặt lung linh, một câu nói kia không những che giấu đi những sơ sót của mình, hơn nữa còn có tác dụng kéo gần khoảng cách. Vương Tử Quân cũng thầm bội phục về thủ đoạn một mũi tên bắn trúng hai con nhạn của Đậu Minh Nhạc. Mình là người trọng sinh, dù chiếm được thượng phong là biết trước tương lai thế nhưng phương diện làm người thì vẫn cần phải tu luyện cho tốt. Vương Tử Quân hạ quyết tâm và đi đến ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh Vương Quang Vinh, bắt đầu nhiệm vụ bưng trà rót nước. Nửa giờ sau đó Vương Quang Vinh và Đậu Minh Nhạc chủ yếu là bàn về chuyện cũ, Vương Tử Quân hầu như khó thể chen miệng vào. Nhưng hắn cũng rất giỏi ẩn nhẫn, vẫn nở nụ cười thản nhiên, điều này làm cho Đậu Minh Nhạc thầm quan sát và trong lòng liên tục gật đầu. Vương Quang Vinh có một đứa con trai tốt, tuổi nhỏ mà đã ung dung chấn định, không kiêu ngạo không su nịnh, như vậy còn mong chờ gì hơn. Cháu tử quân, nghe chú nói này, hay đừng làm bí thư xã nữa, theo chú sang ủy ban tư pháp. Tuy hoàn cảnh thành phố Giang Châu không bằng Giang Thị, thế nhưng ít nhất cũng mạnh hơn so với xã Tây Hà Tử. Khi rời khỏi nhà Vương Tử Quân, Đậu Minh Nhạc kéo tay Vương Tử Quân rồi dùng giọng nghiêm trang nói. Cảm ơn chú Đậu, cháu cũng động tâm với lời đề nghị của chú, nhưng ông nội mong muốn cháu xuống cơ sở công tác, cháu cũng không dám đi về phía chú, chỉ sợ ông sẽ lấy quải trượng gõ đầu cháu. Vương tử quân mở miệng cảm kích không thôi nhưng trên mặt lại tỏ ra không thể làm gì được, điều này làm cho đậu minh nhà cảm thấy thoải mái. Dù hắn biết đối phương không muốn rời khỏi xã Tây Hà Tử, thế nhưng ít nhất cũng cho hắn một bậc thang giữ thể diện. Vương tử quân cho ra thái độ kiên quyết như thế, lại nói lời rất ẩn giấu, đúng là hậu sinh khảo ý kinh nghiệm cơ sở là rất quan trọng, đối với một người trẻ tuổi như Vương Tử Quân, còn trẻ đã biết cúi người, bỏ ra cái giá lớn, cam tâm tình nguyện phát triển ở nông thôn, muốn được như vậy phải là người có trí lớn, có tương lai vô hạn. Đậu Minh nhạc nghĩ đến điều này mà ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân càng thêm nóng, giọng điệu cũng thân thiết hơn vài phần. chương 67, tồn tại là hợp lý. Hai ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, lúc này đã là đầu thu, khắp đường đầy lá rụng, Gió thổi lá bay đầy trời, không khí có vẻ khô giáo nhưng trong trẻo và hơi lạnh. Điều này làm cho Vương Tử Quân sinh ra ảo giác, kỳ quái chính là cuộc sống trong ký ức của hắn trước đó lại yên tĩnh và ấm áp. Giữa trưa ngày 17 tháng 8, sau khi dùng bữa cơm ở nhà ông nội, Vương Tử Quân thu thập đơn giản, sau đó bắt xe về huyện thành. Giữa thập niên 90 thì lưu khách còn bình thường, vì thế trên xe cũng không quá chen chúc. Hôm nay là ngày bố Vương Tử Quân lên tỉnh ủy báo danh điều này có nghĩa là vận mệnh của gia tộc đã bước qua giai đoạn nguy hiểm chuyện của bố và chuyện của vương tử quân đã được giải quyết thích đáng giữa chưa tôn khải gọi điện thoại cho hắn nói rằng đã thu xếp xong một danh sách trúng tuyển vào trường nghĩ đến tình huống hai người thân kiếp trước vì cố gắng của mình mà cuộc đời biến đổi vương tử quân thầm cảm thấy có chút an ủi nhưng điều vương tử quân suy nghĩ nhiều nhất chính là nói chuyện với ông nội ông cụ không đơn giản dù hắn đã báo cáo một năm một người rất rõ ràng nhưng ông vẫn thông qua những con đường nào đó mà nắm rõ tất cả mọi thứ liên quan đến hắn ở xã Tây Hà Tử. "Cháu nhớ kỹ, người không phạm ta thì ta không phạm người, nếu người phạm ta thì cần phải trị người, trị người có ba điểm ổn, chuẩn, hung. Nhưng cháu cần nhớ lấy, chỉ cần chính mình đi đường chính, ngồi thẳng lưng, dù chủ tịch xã có không phục thế nào thì cũng không thể nào lật được trời." Giọng điệu thấm thía của ông nội giống như vẫn còn vang vẳng bên tai Vương Tử Quân. "Cần phải giỏi dùng Dương Mưu." cần công khai ngồi chính đáng đi cho thẳng sau nhiều lần nhai nuốt những lời dạy bảo của ông nội vương tử quân cũng hiểu ra được nhiều chuyện nếu so với ông nội thì vương tử quân hắn vẫn còn khá non mãi đến khi sập tối thì xe mới đến huyện thành vương tử quân theo đám người từ trên xe bước xuống sau đó đi về phía bãi xe buýt tuyến tây hà tử chỉ mong sao vẫn còn xe nếu không chính hắn cũng chỉ có thể bắt taxi về xã bí thư vương bí thư vương Vương tử quân còn chưa đi được vài bước thì nghe thấy có người gọi mình, hắn quay đầu lại nhìn, thì ra là lái xe tiểu tàu chạy đến. Hắn tiếp nhận hành lý của vương tử quân, sau đó thở hồng hộc nói. Bí thư vương, xe ở bên kia. Vương tử quân nhìn gương mặt vui vẻ của tiểu tàu, hắn vỗ vỗ vai của đối phương rồi nói. Tiểu tàu, sao cậu biết tôi về? Tiểu tàu thầm đắc ý, thế nhưng ngoài miệng lại nói. Tôi đoán chiều nay anh sẽ bắt xe trở lại, cũng không biết anh ngồi chuyến nào, tôi cũng chỉ có thể đợi anh ở đây một ngày. Dù sao thì tôi cũng đang rất nhàn rỗi. À, tiểu tào, rất tốt, suy nghĩ chu đáo. Vương tử quân cười cười, cũng không nói thêm lời nào. Vương tử quân ngồi trên xe jeep mà thở dài một hơi, cảm giác mệt mỏi khi phải ngồi trên xe khách sóc này cũng tiêu tán đi hơn phân nửa. Bí thư vương, bây giờ chúng ta về xã sao? Tiểu tào khởi động xe rồi hỏi. Ừ. Vương Tử Quân vung tay áo khẽ nói. Tiểu Tào đồng ý một tiếng, xe chạy về phía xã Tây Hà Tử. Trên đường đi Vương Tử Quân tùy ý trò chuyện với Tiểu Tào, chỉ nói những chuyện vặt, giống như hỏi trong nhà có mấy người, làm gì. Dù Vương Tử Quân không hỏi đến chuyện công tác nhưng Tiểu Tào vẫn rất kích động và hưng phấn, thậm chí còn có chú run rẩy bất an. Xem ra lần này hắn chạy xe đến đón lãnh đạo là rất phù hợp, lãnh đạo có thể trò chuyện về gia đình với mình ít nhất cũng không xem mình là người ngoài. Lúc bắt đầu thì Tiểu Tào còn có chút gò bó, sau đó nhanh chóng trầm tĩnh lại. Những hành động và biểu hiện của Tiểu Tào tất nhiên sẽ không thoát khỏi ánh mắt của Vương Tử Quân, đây cũng chính là thứ mà hắn cần. Là một lãnh đạo đơn vị, có thể lung lạc nhân tâm của thủ hạ để bọn họ hướng về phía mình, nghe mình sai bảo, điều này là vô cùng cần thiết. Nói theo lời của ông nội, lãnh đạo đứng đầu một xã thì giống như một người ngồi trên chiếu bạc dài. Trình độ cao siêu cũng không phải là những kẻ luôn thắng, mà chính là những người bắt được bài tốt hay dù là bài xấu cũng có thể giảm thiểu thấp nhất tổn thất cho mình. Bí thư Vương, anh có đói bụng không? Tôi biết phía trước có một quán ăn ban vài món rất ngon, nếu không thì chúng ta đến đó ăn một chút cho ấm bụng nhé. Tiểu Tào thấy màn đêm đã buông xuống, hắn chú ý hỏi Vương Tử Quân. Không cần, cũng sắp về đến xã rồi, chúng ta về xã dùng cơm cũng được. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút, sau đó từ chối lời đề nghị của Tiểu tàu. Tiểu Tào, gần đây trong xã có xảy ra chuyện gì không? Vương tử quân hạ cửa kính xuống, một luồng gió lạnh bên ngoài ùa vào. Tiểu Tào chợt sững sờ rồi nói. Bí thư vương, nghe nói chủ tịch triệu đi khám bệnh đã quay về. Bí thư vương, tôi cảm thấy chủ tịch triệu có thể đang cố ý làm khó ngài. Tiểu tàu nói một câu như vậy thì trong lòng cảm thấy rất thoải mái, còn sinh ra cảm giác giải thoát. Nhưng Tiểu Tào thất vọng chính là Bí thư Vương chỉ khẽ gật đầu, cũng không có phản ứng gì khác. "Tiểu Tào à, hễ là những thứ gì tồn tại cũng đều hợp lý, sau này cũng không nên nói những lời lung tung ảnh hưởng đến uy tín của Chủ tịch Triệu." Vương Tử Quân nói như vậy làm cho trên mặt của Tiểu Tào có thêm vài phần quẫn bách, giống như một đứa trẻ bẩn thỉu tỏ ra xấu hổ trước mặt một người thánh khiết như Vương Tử Quân. Bộ dạng nước chảy mây trôi của Vương Tử Quân cũng làm cho Tiểu Tào cảm thấy không yên, đừng thấy bí thư trẻ tuổi mà xem thường nếu so với những bí thư khác thì bí hiểm hơn rất nhiều, bình thường cũng không nói nhiều, nhưng mỗi lần có đại sự xảy ra thì không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Lưu Căn Phúc trước đó là kẻ kiêu ngạo cỡ nào? Không phải đã bị bí thư vương bóp chết sao? Biểu hiện là một kẻ tham ô tiền của ngành giáo dục, nhưng bản chất của sự việc lại rõ ràng như con giận trên đầu hói, Lưu Căn Phúc kia ngã vào hố sâu cũng vì vị bí thư này ra tay đẩy. Nghe nói khi đám người Lưu Căn Phúc bị ủy ban kỷ luật huyện ủy quyết định xong quy, Bí Thư Vương đã từng nổi giận đùng đùng tự mình đến phòng làm việc của Phó Chủ tịch huyện để làm kiểm điểm sâu sắc. Sau khi Bí Thư quay về thì yêu cầu Ủy ban kỷ luật xã thành lập tổ chuyên án, điều tra vụ này đến cùng, dù là ai liên quan, tất cả đều xử lý nghiêm khắc, không nuông chiều một ai. Nhưng Tiểu Tào còn không biết một tháng sắp tới xã Tây Hà Tử sẽ thi triển một đợt thảo luận nâng cao hiệu suất làm việc và tính liêm khiết, chấp chính vì dân do chính Bí Thư Vương Tử Quân sắp xếp. Vương tử quân còn tự mình đẩy mạnh độ giám sát, đào sâu tư tưởng. Tiểu Tào không biết tố chất của đám cán bộ ủy ban xã có tăng lên hay không, nhưng có một sự thật rõ ràng, những kẻ giống như Lưu Căn Phúc đều bị dìm chết. chương 68, cúi đầu là dũng khí, ngẩng đầu phải xem vào thực lực. Ngồi xe từ huyện thành về xã cảm thấy đoạn đường rất ngắn, đến mức giống như chỉ ngáp một cái là đã đến nơi. Sau khi trở về ủy ban xã, tiểu tàu ba chân bốn cẳng sách hành lý của vương tử quân đưa về phòng làm việc, vương tử quân mỉm cười nói. Tiểu tàu, cậu cũng đừng về nhà, tôi mời cậu đi ăn mì. Vâng, ôi, bí thư vương, tôi thích nhất là ăn mì, nhưng bây giờ quán mì đệ nhất trong xã quá đắt, hình như lên giá 5 đồng rồi thì phải. Tiểu tàu vui vẻ xoa xoa tay, cố gắng biểu hiện cảm giác vui sướng. Vương tử quân cũng thỏa mãn với những biểu hiện như vậy của tiểu tàu, đã trà trộn vào quan trường, nếu lãnh đạo cho anh một hạt vừng anh cũng phải cúi người như bưng quả dưa hấu thậm chí đó là một hạt vừng nấm mốc cũng là như vậy với tình hình trước mắt của vương tử quân dù có nhiều người dựa vào hắn nhưng trong đó cũng không có ai chính thức là tâm phúc điều này là một uy hiếp lớn cho phương diện nắm giữ đại cục của hắn cốc 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 vương tử quân chuẩn bị thu xếp cùng đi với tiểu tàu đúng lúc những tiếng gõ cửa vang lên vào đi vương tử quân khẽ hô một tiếng ra phía cửa Đúng lúc thấy đầu bếp Trương Thuận của ủy ban xã xuất hiện với nụ cười đầy khiêm tốn. "Bí thư Vương, anh đã trở lại rồi à?" Trước kia Trương Thuận thấy Vương Tử Quân thì luôn tỏ ra tùy tiệt, nhưng lúc này ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân lại có thêm vài phần kính sợ. "Anh Trương, không phải đang trong ngày nghỉ sao? Thế nào mà anh còn phải ở lại trực ban?" Vương Tử Quân cũng không quen nhìn thái độ khúm núm mềm nhũn như quả hồng của Trương Thuận, chưa nói đến chuyện tâm tư xấu xa mà bộ dạng kia nhìn vào cũng không đẹp mắt tuy hắn không thích nhưng biểu hiện vẫn là rất bình thường trước kia trương thuận và lý tam thái không ít lần đắc tội với vương tử quân sau khi lý tam thái bị sửa trị hắn cũng không quá chú ý đến vương tử quân thế nhưng sau khi lưu căn phúc bị bắt hắn thật sự cảm thấy cực kỳ lo lắng trong một đơn vị hành chính nếu muốn cuộc sống thông thả thoải mái thì cần hòa đồng trước mặt lãnh đạo phải học được hai động tác cúi đầu và ngẩng đầu cúi đầu là dũng khí của kẻ đại trí giả ngu, còn ngẩng đầu thì phải xem vào thực lực. Vấn đề là anh phải nên biết rõ khi nào thì ngẩng đầu, lúc nào thì cúi đầu. Trương Thuận suy nghĩ như vậy và cuối cùng cảm thấy rất hối hận, trước kia đầu óc hắn choáng váng, hắn chỉ là một đầu bếp nho nhỏ như cọng cỏ khô, sao lại dám thông đồng với Lý Tam Thái làm loạn, không coi bí thư ra gì, không phải tìm chết sao. Tuy làm vậy thì nịnh bợ chủ tịch xã, thế nhưng xét theo tình thế trước mắt, Giống như Bí thư Vương đã bộc lộ ra tảng băng ngầm bên dưới rồi. Trương Thuận càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, thế là Tết Trung thu năm nay mãi cảm thấy không vui, cả ngày chỉ nghĩ xem bước tiếp theo Vương Tử Quân sẽ thu thập mình thế nào. Trương Thuận suy đi nghĩ lại, cuối cùng có một ý nghĩ hiện lên vững vàng trong đầu, đó chính là hắn dù làm thế nào cũng phải chữa trị mối quan hệ với Bí thư Vương Tử Quân. Trương Thuận cũng không phải kẻ ngốc, sau khi có ý nghĩ này, hắn nhanh chóng tìm cách nịnh nọt Bí thư càng nghĩ thì trong đầu càng lóe lên linh quang. Nhà của Bí Thư Vương không ở huyện Thành, như vậy tối nay nhất định sẽ về xã, lúc này căn tin sẽ không có cơm, nếu như mình có thể kịp thời cho Bí Thư một bữa cơm ngon miệng, thái độ của Bí Thư Vương với mình chẳng phải sẽ tốt đẹp hơn một chút sao. Bí Thư Vương, điều này, à, cơm tối đã chuẩn bị xong, anh xem. Trương Thuận đã suy nghĩ cách mở miệng từ rất lâu, bây giờ cất tiếng lại lắp bắp, nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm nịnh nọt. Vương tử quân đối mặt với bộ dạng cố gắng nịnh hót của Trương Thuận mà trong lòng thầm nghĩ. Đúng là quan lớn đè chết người, sức quyến rũ của quyền thế là quá lớn, bây giờ những kẻ chạy đến hạ thấp tư thái đều là trước kia cực kỳ vinh váo tự đắc. Khi thấy vương tử quân không nói gì thì vẻ mặt Trương Thuận có thêm vài phần bối rối, sau đó một ý nghĩ đáng sợ chậm rãi bùng lên trong lòng. À, tiểu tào, hôm nay chúng ta sẽ không đi ăn mì, nếu lần sau có cơ hội thì tôi sẽ mời khách. Vương tử quân nói rồi cất bước đi ra ngoài cửa. Trương Thuận vừa rồi lo lắng bất an, bây giờ vẻ mặt chợt sáng lạn như mặt trời, hắn tranh thủ chạy theo gót bí thư vương, chỉ sợ mình hầu hạ không đúng chỗ. Tiểu Tào cũng chăm chú theo sau, bí thư vương cho hắn đi ăn cùng, đây là một chuyện rất quang vinh. Khi ba người rời khỏi phòng làm việc của vương tử quân, đúng lúc chủ nhiệm văn phòng Chu Thường Hữu đi đến. Bí thư vương, anh đã trở về rồi à? Khi thấy Vương Tử Quân thì Chu Thường Hữu vội vàng tiến lên chào đón. Trước khi nghỉ thì Vương Tử Quân đã nhìn qua danh sách trực ban, rõ ràng nhớ rõ hôm nay Chu Thường Hữu không trực ban, lúc này bất ngờ gặp mặt không khỏi gật đầu. "Thường Hữu, đến đúng lúc không bằng đến đúng giờ cơm, anh dùng cơm chưa?" "Không thì cùng đi ăn với tôi." Vương Tử Quân cười với Chu Thường Hữu rồi dùng giọng có vẻ tùy ý nói. Nhắc đến ăn cơm thì hôm nay Chu Thường Hữu thật sự ăn ba bát sủi cảo đây là thứ mà bình thường hắn rất thích. Sau đó vợ thấy hắn ăn ngon miệng, rứt khoát bới cho hai bát cơm, hắn ăn đến mức bụng tròn lẳng, vừa rồi còn lo lắng vì đi đứng khó khăn, sợ rằng cuối người sẽ ói cả sủi cảo ra ngoài. Dù là như vậy, lúc này Chu Thường Hữu vẫn bày ra bộ dạng bụng đói kêu vang, vui vẻ đồng ý lời mời của Vương Tử Quân. Cơ hội đi ăn tối cùng với bí thư thật sự là ngàn vạn lần không nên bỏ qua, dù là ai cũng như vậy mà thôi. Bốn người vừa cười vừa nói đi đến nhà ăn, Trương Thuận giống như đã có chuẩn bị, chỉ sau một lúc thì bốn món ăn tinh xảo đã được đưa lên. Một là đậu xào trứng, một đĩa gỏi tai heo, một phần đậu hũ nhồi thịt, một phần tôm xào tỏi, tuy đều là những món ăn gia đình bình thường nhưng được làm tinh xảo và ngon miệt, ai cũng thấy Trương Thuận vì bữa cơm này mà mất khá nhiều công phu. Sau đó Trương Thuận còn bưng đến ba bát cháo, trên mặt là một lớp dầu gà vàng óng, bùng ra mùi hương Vương Tử Quân thấy vậy thì gật đầu thỏa mãn. Anh Trương, cũng đừng bận rộn nữa, đến đây ngồi đi. Vương Tử Quân nở nụ cười nói với Trương Thuận. Trương 69, không đánh mặt cười. Sau khi dùng cơm xong thì lúc này đã tối mịt. Sau khi quay lại phòng làm việc, Chu Thường Hiếu cũng đi theo Vương Tử Quân, vào phòng Vương Tử Quân lên tiếng. Chủ nhiệm Chu, anh thông báo cho các thành viên ban ngành, 7 giờ tối đến họp ở phòng làm việc của tôi, Chủ tịch Triệu Anh không cần thông báo. Sau đó anh gọi Tiểu Tào, đi ra ngoài mua chút vật phẩm dinh dưỡng, chút nữa theo tôi đi thăm bệnh, mặt khác bắt một chiếc xe đến đây. Chu Thường Hữu sảng khoái đồng ý, sau đó đi thông báo, khi ngồi vào trong xe của Tiểu Tào thì cả hai kích động như gặp được tri kỷ. Bí thư vương có thể giao chuyện cá nhân cho bọn họ, điều này nói lên điều gì? Có nghĩa là bí thư đã xem bọn họ là người để giao phó việc cá nhân hai người chu thường hữu và tiểu tào thương lượng một phen cuối cùng không mưu mà hợp người có thể làm cho bí thư vương phải đến thăm bệnh thì chắc chắn sẽ không tầm thường thế cho nên phải mua đồ tốt sau khi nhanh chóng quay về ủy ban xã chu thường hữu bất ngờ phát hiện vương tử quân đang đứng trong sân thế là tranh thủ chạy đến báo cáo một phen vương tử quân khẽ gật đầu trên mặt là nụ cười hài lòng hắn lấy ra 500 đồng đưa cho chu thường hữu lại quay đầu nói với tiểu tào tiểu tào Ngày mai cậu đến chỗ đã mua hàng lấy cho tôi một hóa đơn 500 đồng. Chu Thường Hữu thấy bí thư Vương đưa tiền cho mình thì gương mặt chợt đỏ bừng, hắn liên tục khoát tay nói: "Ôi, không cần, không cần, thứ này không đáng giá mấy đồng tiền, anh khách khí như vậy làm gì?" Lúc này tình hình tài chính ở xã khá căng thẳng, các đồng chí cũng chịu khổ cực, chẳng lẽ tôi đi taxi và mua chút đồ thăm bệnh cũng phải bắt đồng chí của mình bỏ tiền túi ra sao? Cũng không tốn nhiều tiền như vậy. Bí Thư Vương, anh cầm lại 200. Anh và Tiểu Tào công tác rất tốt, nắm chắc tâm lý, phần tiền còn lại mọi người cứ giữ lại. Chu Thường Hữu gật đầu đồng ý, trong lòng có chút cảm động. Trong lúc mọi người nói chuyện thì các thành viên ban ngành cũng lục tục kéo đến, Bí Thư đang đứng trong sân, thế cho nên người khác cũng chỉ có thể đứng chung quanh. Đúng 7 giờ tối, ngoài Trương Dân Cường thì những người khác đã đến đông đủ, chiếc xe được thuê đã dừng lại ngoài cổng ủy ban, Vương Tử Quân đứng trong sân nói. Hôm nay tôi triệu tập mọi người đến chỉ có một việc, bây giờ Chủ tịch Triệu đã quay lại, chúng ta đến thăm anh ấy. Mọi người là cộng sự nhiều năm, cùng công tác thì cũng giống như anh em cùng nhà, có chuyện gì cũng phải quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Thương Hiếu, anh để tiểu tàu ở lại chỗ này chờ bí thư trương dân cường, những người còn lại cùng tôi đi lên chiếc xe ở bên ngoài. Vương Tử Quân sắp xếp như vậy rất phù hợp, tôi đã nói 7 giờ họp mặt thì 7 giờ phải đến, Trương Dân Cường không phải cố ý đến muộn sao? Được, tôi để chiếc xe jeep của mình ở lại đợi anh, tôi cùng những người còn lại đi taxi, sự việc truyền ra ngoài thì người đời cũng chỉ trách Trương Dân Cường làm việc quá mức. Một chiếc xe chở đầy người nhanh chóng đến huyện thành, cửa nhà Triệu Liên Sinh khép hờ, bên trong đang truyền ra âm thanh. Đại ca, anh còn chưa đi làm thì đối phương đã không thể nào kìm lòng được, vừa rồi thông báo 7 giờ họp thành viên ban ngành, chút nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho văn phòng xin nghỉ một bữa. Những lời này truyền vào tai các thành viên ban ngành rất rõ ràng, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, người nói chuyện bên trong không phải là phó bí thư trương dân cường sao. Người trong hay ngoài phòng đều trầm mặc, vương tử quân cũng không nói hai lời, hắn đứng ngoài sân hô lớn. Chủ tịch Triệu, anh có nhà không? Trong nhà có động tính, Triệu Liên Sinh và Trương Dân Cường ngồi trong phòng khách nhanh chóng chạy ra đón. Buổi chiều về xã nghe nói Chủ tịch Triệu đã quay về, tôi mới đưa các thành viên ban ngành đến thăm, để xem chủ tịch triệu đã khôi phục thế nào rồi. Vương tử quân vừa khách khí lên tiếng vừa chỉ huy các thành viên ban ngành đứng chập tự bên cạnh, sau đó cầm túi quả đi vào bên trong. Ôi, bí thư vương, anh đến thăm là được, cần gì phải quà cáp thế này. Tuy ăn sẽ không mập ngay, nhưng mập được cũng nhờ ăn từng miếng, sức khỏe của chủ tịch triệu chưa tốt, cần phải bồi dưỡng cho khỏe, nếu không thì chị nhà cũng trách vương tử quân dùng giọng không ảnh hưởng đến toàn cục để nói lời vui đùa bàn tay không đánh gương mặt tươi cười vương tử quân nghe nói triệu liên sinh đã khám bệnh về xã thì không ngại đêm hôm mà kéo theo các thành viên ban ngành đến thăm triệu liên sinh ít nhiều cũng có chút cảm động cũng thầm than tiểu tử này không đơn giản sau đó triệu liên sinh vội hỏi trời đã tối các anh đến đây bằng gì vương tử quân lúc này mới chợt nhớ ra điều gì đó ôi thiếu chút nữa đã quên tôi còn để tiểu tàu ở nhà chờ anh dân cường, chúng tôi thuê taxi đến đây. Mau, mau tranh thủ thời gian báo cho tiểu tàu một tiếng. Mặt trương dân cường chợt căng phòng, hắn chỉ biết xấu hổ mà chẳng thể nói gì hơn. mươi 70, bắt đầu hành động đẩy mạnh học tập tư tưởng. Cốc, 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 cửa bị đẩy ra, Vương Lục Thuận mang theo vài chiếc túi đi vào. Khi thấy tất cả thành viên ban ngành xã Tây Hà Tử đều có mặt bên trong phòng khách thì nụ cười trên mặt chợt đông cứng lại vương tử quân thấy vương lục thuận đến thì vui vẻ nói lục thuận những ngày nay anh đã khổ cực rồi mai tôi sẽ ký phép cho anh nghỉ vài bữa để anh nghỉ ngơi cho tốt vương lục thuận đặt vài món thức ăn xuống sau đó khẽ gật đầu lại xoa xoa tay không biết nói gì cho phải chủ tịch triệu lần này đi xem bệnh thuận lợi chứ không phải tôi phê bình anh vì anh thứ gì cũng tốt chỉ là công tác quá liều mạng không chú trọng sức khỏe Tôi nghe nói chủ tịch Triệu còn được nhiều người gọi là Liều mạng tam lang đúng không? Có câu sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, giữ được núi xanh thì không lo củi đốt, xã chúng ta có nhiều chuyện, nếu như tôi còn thấy anh tiếp tục liều mạng, tôi sẽ không đồng ý." Vương Tử Quân nói nửa thật nửa giả, Triệu Liên Sinh nghe xong giống như đang ăn mà phát hiện có ruồi bọ bên trong, cảm giác cảm động vừa rồi đã biến mất không còn. "Cảm ơn bí thư quan tâm, bác sĩ nói tôi chỉ là bị bệnh mãn tính, không cần nằm viện thời gian dài." chỉ cần uống thuốc đúng hạn là được. Vương tử quân nhìn nụ cười có chút mất tự nhiên của triệu liên sinh mà cười thầm, hắn đến thăm đối phương cũng là có suy tính rất kỹ, dù là thế nào thì hắn cũng là bí thư xã, triệu liên sinh là đồng sự cùng hợp tác với mình, ít nhất ở mặt ngoài cũng phải giữ lễ, không cho người ta có lời nói ra vào. Vậy là tốt, quá tốt rồi. Lú này triệu liên sinh tuy cảm thấy ngột ngạt nhưng đối mặt với sự quan tâm của ủy ban xã, cũng chỉ có thể tươi cười đón chào, cố gắng chịu đựng. Từ khi vương tử quân đi vào phòng khách thì đã nắm thế chủ động, hắn ân cần hỏi han bệnh tình của triệu liên sinh, khích lệ vương lục thuận vất vả, nhưng không chào hỏi trương dân cường. Chủ tịch triệu, anh đã quay lại thì tốt, xem như tôi có thể thở phào nhẹ nhóm, cũng không phải ôm đồm. Anh xem những ngày qua công tác rối loạn, làm cho tôi vài ngày không ngủ ngon. Vương tử quân sau khi nói vài câu quan tâm đến bệnh tình của triệu liên sinh, bây giờ dùng giọng cảm khái nói con bà nó, anh còn chưa ngủ yêu, chỉ sợ đám Lưu Căn Phúc sau này mới không ngủ yên." Triệu Liên Sinh nhìn nụ cười tủm tỉm của Vương Tử Quân mà thầm oán hận một câu. "Vừa rồi bí thư Trương Dân Cường đã nói chuyện của Lưu Căn Phúc cho tôi, không ngờ bọn họ có thể làm ra những chuyện như vậy." Triệu Liên Sinh giả vờ tỏ ra nghiến răng nghiến lợi, hắn rất hận Lưu Căn Phúc, thật sự rất căm hận. Lưu Căn Phúc này quá tham lam, điều này Triệu Liên Sinh hiểu rõ nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ đối phương lại lớn gan như thế tôi cũng có trách nhiệm ở phương diện này vương tử quân tỏ ra rất đau đớn nói lời phê bình chính mình là một bí thư tôi không để mắt đến công tác giáo dục tư tưởng cho đồng chí của mình vì thế tôi đã kiểm điểm với huyện ủy anh kiểm điểm với huyện ủy kiểm điểm cái rắm anh mới đến một tháng khi đám người lưu căn phúc tham ô thì anh còn không biết ở nơi nào như vậy có liên quan gì đến anh dù là huyện ủy muốn tìm kẻ chịu tội cũng không đến lượt anh, chỉ sợ là ông say không phải vì rượu. Anh đang quan tâm đến vấn đề huyện ủy có tính nợ với tôi không chứ gì. Triệu Liên sinh thầm buồn bực, vẻ mặt trầm xuống, bầu không khí trong phòng khách có hơi cô động giống như khó thể hít thở. Bí thư Vương Lưu Căn Phúc là kẻ gieo gió gặt bão, đồng thời lúc hắn tham ô thì anh còn chưa đến công tác ở xã Tây Hà Tử, đó là chuyện của ban ngành chúng tôi, không liên quan gì đến anh. Trương Dân Cường thấy Triệu Liên Sinh có vẻ thất thố, thế cho nên lên tiếng giải vây. Hay cho Trương Dân Cường, mới đã đã đổ tất cả trách nhiệm lên thành viên ban ngành, vì vậy chính mình nhắc lại lời này không phải là đẩy thành viên ban ngành lên đầu sóng sao. May mà mình cũng không tình nguyện khai đao với chuyện này. Dân Cường, anh cũng đừng làm trầm trọng vấn đề, một con sâu làm giàu nổi canh, chuyện của Lưu Căn Phúc nên cho qua đi nhưng sự việc lần này cũng bày ra một vấn đề, đó là trước mắt chúng ta còn chưa nắm chắc công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ đảng, như vậy là không tốt. Tư tưởng chính là kim chỉ nam dẫn đường, tôi đã chuẩn bị triển khai mở rộng một hành động học tập quán triệt tư tưởng trong xã, tăng cường tính giai cấp của cán bộ công nhân viên, để bọn họ quán triệt lý niệm vì nhân dân phục vụ. Vương Tử Quân vừa dùng giọng điệu cứng rắn nói xong thì vẻ mặt Triệu Liên Sinh và Trương Dân Cường chợt biến đổi, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm nhận được vẻ rung động trong mắt đối phương. Hai người công tác ở xã Tây Hà Tử vài chục năm, bọn họ sao không hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân? Đối phương nói quá đường hoàng, học tập đẩy mạnh tư tưởng để tăng hiệu suất công tác, chấp chính vì dân, nhưng trên thực tế không phải thông qua đợt học tập lần này mà thẩm thấu lực ảnh hưởng của mình xuống tuyến dưới, cũng làm cho tất cả cán bộ lớn nhỏ trong xã Tây Hà Tử biết mình có một bí thư mới. Triệu Liên Sinh đang tìm cách để đối phó với Vương Tử Quân không ngờ mới đó đối phương đã ra chiêu, thế là hắn cảm thấy trên gương mặt vương tử quân không còn chút ngây thơ, lại trở nên bí hiểm, nhìn qua giống như một lão giả đầy kinh nghiệm, là một chính khách cao siêu. Nhưng dù đám người triệu liên sinh có cảm thấy bức bối thế nào, bọn họ cũng không dám từ chối lời đề nghị của vương tử quân, vì anh không thể nào tìm được lý do để cự tuyệt. Dù không phát sinh sự kiện lưu căn phúc, hai người triệu liên sinh cũng căn bản không thể nào cự tuyệt lời đề nghị của vương tử quân dù sao thì tăng cường học tập lý luận chính trị cũng là một công tác cực kỳ quan trọng của đảng viên, nếu ra tay ngăn cản sẽ bị vương tử quân chụp mũ ngay. Đề nghị của bí thư vương là rất phù hợp, cũng là rất cần thiết, nhưng việc học tập nên để vào lúc nông nhàn, lúc này mùa thu hoạch vừa mới bắt đầu, năm vừa rồi huyện đưa xuống phương án trồng bắp, bây giờ yêu cầu phòng chống xảy ra hỏa hoạn, theo tôi thấy nên để qua giai đoạn này rồi tính. Không thể phản đối, như vậy chỉ có thể kéo giãn, nhưng cũng không biết kéo thế nào. Triệu Liên Sinh là kẻ kinh nghiệm phong phú, chỉ sau nháy mắt đã nghĩ ra sách lược đối phó với thế công kích của Vương Tử Quân. Trương Dân Cường cảm thấy vui vẻ, đang định lên tiếng dung hợp thì thấy Vương Tử Quân vung tay lên nói. Chúng ta đẩy mạnh học tập nghiên cứu vì tốt cho cơ sở và ngưng tụ lực lượng. Chuyện của Lưu Căn Phúc đã cho tôi một gợi ý, tư tưởng kém sẽ làm núi dung đất chuyển, vì thế trên vấn đề giáo dục tư tưởng thì chúng ta kiên quyết không chậm chân, không để xuất hiện vấn đề mới đi sửa chữa. Chỉ có tăng cường học tập lý luận chính trị và đề cao tư tưởng thì mới làm cho công tác có động lực, có nghị lực trước khó khăn, mới có quyết đoán, mới có định lực trước những hấp dẫn đời thường. Chủ tịch Triệu nói đến chuyện phòng cháy cho những cánh đồng ngô, tôi thấy hạng mục này không xung đột gì với công tác học tập lý luận và tư tưởng. Chúng ta có thể kết hợp học tập tập trung và tự học, cán bộ xã không phải sẽ xuống thôn sao? Chúng ta có thể làm cho phương thức học tập linh hoạt hơn, không ngại nơi đồng ruộng, không ngại nhà quê. Chúng ta vừa tuyên truyền phòng cháy trong vụ thu hoạch vừa thảo luận và đẩy mạnh học tập với đảng và với dân, không phải là nhất cử lưỡng tiện sao?" Triệu Liên Sinh nhìn Vương Tử Quân nói năng đầy lý lẽ hùng hồn mà không biết nói gì hơn, lời đề nghị của bí thư là đường đường chính chính, hắn cũng không thể nào phản đối. "Vậy cứ làm theo ý của bí thư." Triệu Liên Sinh cảm thấy khổ sở, hắn gật đầu nói. Vương Tử Quân vẫn nở nụ cười như nước chảy mây trôi, trong lòng cảm thấy có chút thành tựu khoảnh khắc này hắn vô thức nghĩ đến lời nói của ông nội, xem ra gừng càng già càng cay. chương 71, lấy độc trị độc. Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng vàng lại trải dài trên mặt đất, bước chân lên lá vàng làm cho người ta cảm nhận được bầu không khí sảng khoái vào lúc cuối thu. Làm cho tất cả đám cán bộ xã Tây Hà Tử thất vọng chính là tình huống tranh đấu sống chết giữa hai vị lãnh đạo đã không xảy ra, cả hai chỉ tủm tỉm cười đi về phía phòng họp, Đám cán bộ xã nghĩ rằng sẽ có một cơn bão bùng lên, lúc này không khỏi cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy rất hiếu kỳ. Nhưng sự thật sờ sờ trước mặt, hai người kia đi với nhau rất thân mật vui vẻ, sau lưng còn có đám người trương dân cường và cừu gia thành, vẻ mặt đám người giống như mùa xuân đến sớm, thỉnh thoảng còn vui vẻ chào hỏi người bên cạnh. Khi vương tử quân và triệu liên sinh bước vào phòng họp thì tiếng xì xào bàn tán chợt biến mất, không gian yên ắng như tờ, Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Vương Tử Quân và Triệu Liên Sinh. Trương Dân Cường cũng không ngồi lên đài chủ tịch điểm danh như thường lệ, hắn đi xuống dưới đài ngồi xuống, ném đài chủ tịch rộng rãi cho hai vị lãnh đạo. Các đồng chí, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên sau ngày nghỉ Trung thu, cũng là một khoảng thời gian đáng ăn mừng. Lúc này chúng ta dùng tiếng vỗ tay để nhiệt liệt hoan nghênh chủ tịch Triệu của chúng ta đã lành bệnh quay về. Vương Tử Quân nhìn xuống bên dưới rồi lớn tiếng tuyên bố: trong phòng họp vang lên những tiếng vỗ tay như sấm, Triệu Liên Sinh cũng đứng lên, tỏ vẻ cảm tạ sự quan tâm của mọi người. Lúc này mọi người tập hợp mất hơn phân nửa thời gian để Triệu Liên Sinh sắp xếp công tác, tất nhiên cũng trọng điểm bố trí hoạt động tăng cường học tập lý luận chính trị và đề cao tố chất của cán bộ đảng viên. Lúc này bí thư và chủ tịch hòa hợp êm thấm giống như đảng ủy chính quyền xã Tây Hà Tử là một khối sắt cứng ngắc không thể nào lay động, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh thành đồng, không hề có khoảng cách thôn xóm chính là cơ sở nhất là nơi đối mặt với nhân dân là lãnh đạo một xã là một bí thư thì càng quan tâm hơn khi các hạng mục công tác được triển khai mở rộng thì vương tử quân hầu như mỗi ngày đều bận rộn hôm nay vừa dùng cơm trưa xong vương tử quân đang nằm trong phòng làm việc đúng lúc này chu thường hữu chợt có thái độ khác thường hắn cũng không gõ cửa mà trực tiếp xông vào nói bí thư vương mau lên đã xảy ra chuyện chu thường hữu xông vào mà toàn thân vã đầy mồ hôi áo sơ mi đã có hơn phân nửa đã ướt súng. Vương tử quân cũng cảm thấy có hơi ngạc nhiên, phòng làm việc của bí thư là nơi anh có thể tùy tiện tiến vào sao. Lẽ ra với định lực của Chu Thường Hiếu cũng không có chuyện như vậy xảy ra, đã xảy ra chuyện gì mà đối phương sợ hãi như vậy. Thường Hiếu, gặp việc cũng nên tránh nặng tìm nhẹ, thong dong bình tĩnh, nếu gặp phải chuyện phiền phức, chính anh lại là người làm rối loạn trận tuyến, tôi sao có thể dựa vào anh để xử lý thích đáng. Vương tử quân đặt quyển sách trong tay xuống rồi mở miệng khiển trách. Bí thư vương, anh dạy bảo rất đúng, sau này tôi sẽ chú ý. Trác trường vĩ và lâm giang luân đã đánh nhau. Chu thường hiểu thấy vẻ mặt vương tử quân cực kỳ bình tĩnh, trong nghiêm túc có tùy ý, bộ dạng nắm quyền không chút sợ hãi, thế là hắn cũng chấn định trở lại. Hắn đưa tay lau mồ hôi, sau đó thở hồng hốc báo cáo cho vương tử quân. Lâm Giang Luân và Trác Trường Vĩ đánh nhau. Vương tử quân thầm kinh hãi, Lâm Giang Luân là cán bộ thôn, Vương Tử Quân chỉ từng nghe tên mà thôi, nhưng chắc Trường Vĩ là người mà mình bổ nhiệm làm trưởng ban tài chính xã, trong mắt nhiều người thì đó là dòng chính của Vương Tử Quân. Lúc này chắc Trường Vĩ còn chưa tiền nhiệm được hai ngày thì đã đánh nhau với người, sự việc này nếu không phải là đối phương khiêu khích quyền uy của Vương Tử Quân sao? Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ, biết rõ nguyên nhân thế nào không? Vương Tử Quân trầm ngâm một chút, sau đó dùng giọng không đếm xỉa hỏi lại chỉ chỉ vào chiếc ghế ở bên giường cho chu thường hữu ngồi xuống chu thường hữu cẩn thận ngồi xuống nửa người lúc này hắn mới dùng giọng chú ý nói buổi trưa lâm giang luân ra quán dùng cơm ngồi trên bàn cũng không che đậy miệng mà nói về vợ của trác trường vĩ có lẽ là còn thêm mắm dặm muối vừa đúng lúc trác trường vĩ ở cách vách nghe được trác trường vĩ không chịu được kích thích thế cho nên hai bên đánh nhau vương tử quân biết rất rõ về chuyện của vợ trác trường vĩ nếu không phải vợ của Trác Trường Vĩ và Lý Nguyên Ý làm loạn, Trác Trường Vĩ cũng sẽ không đứng ra tố cáo Lý Nguyên Ý. Lúc này Lý Nguyên Ý xuống ngựa, vì hai bên có con với nhau, thế cho nên cũng không ly hôn nhưng trong lòng dù sao cũng có bóng tối. Thử hỏi xem có người đàn ông nào bị vợ cắm sừng mà có thể tự nhiên tiêu sái được. Bây giờ hai người kia thế nào? Chu Thường Hữu thấy vẻ mặt âm trầm của Vương Tử Quân, trong lòng thầm run lên, hắn lên tiếng đồn trưởng triệu của đồn công an xã vừa kịp lúc đi qua đã đưa hai người bọn họ về đồn công an triệu tứ dược sao vương tử quân vừa nghe thấy cái tên đồn trưởng triệu thì đốt một điếu thuốc hắn khẽ nghiêng người khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ bất định anh ta xuất hiện rất kịp thời chu thường hữu thấy vẻ mặt vương tử quân vẫn không biến đổi hắn cẩn thận hỏi bí thư vương tôi thấy hai người kia đánh nhau quá kỳ quặc anh xem có phải là chủ tịch triệu sai bảo hay không Thường hữu anh nhớ kỹ cho tôi sau này cần phải vững vàng nhìn thấu mà không nói toạc ra sẽ ảnh hưởng đến vấn đề đoàn kết dù vương tử quân nói lời phê bình nhưng chu thường hữu vẫn có thể nghe thấy ý bảo vệ mình của lãnh đạo đánh người không đánh mặt vạch trần người ta không động vào chỗ hiểm lâm giang luân này rõ ràng sát muối lên vết thương của trác trường vĩ thật sự quá ghê tởm vương tử quân hít vào một hơi thuốc thật sâu chu thường hữu thấy vương tử quân nổi giận thì lên tiếng Bí thư Vương, đừng nghĩ Lâm Giang Luân là một khối bùn nhão, anh của hắn tên là Lâm Giang Hà, là phó phòng tổ chức huyện ủy. Phó phòng tổ chức huyện ủy, đây cũng là kẻ có thực quyền trong huyện, nếu nhìn trên phạm vi toàn huyện thì cũng là cấp chính khoa như Vương Tử Quân, nhưng nếu nói về thực quyền thì thật sự vinh váo hơn một bí thư xã như mình rất nhiều. Chu Thường Hữu nhìn vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo của Vương Tử Quân, trong lòng thầm nghĩ. Lần này chủ tịch Triệu ra tay rất cay độc. Cô tình tạo ra một vụ đánh nhau, còn đưa em của phó phòng tổ chức huyện ủy lên đầu súng. Nếu bí thư vương thức thời thì sẽ không đắc tội với Lâm Giang Hà, như thế cũng chỉ có thể xử lý nghiêm túc Trác Trường Vĩ. Trác Trường Vĩ vừa mới được đề bạt, nếu bây giờ ngồi chưa nóng mông mà bị hạ bệ, như vậy thật sự giống như một khiêu chiến lớn với uy tín của bí thư vương. Khi Chu Thường Hữu suy nghĩ miên man thì những tiếng đập cửa vang lên, vương tử quân lên tiếng, đồn trưởng đồn công an xã Triệu Tứ dược tiến vào như gió. Bí thư Vương, tôi đến báo cáo công tác." Triệu Tứ Dược đi đến trước mặt Vương Tử Quân rồi lên tiếng chào hỏi rất cung kính, dù hắn là người của Triệu Liên Sinh, thế nhưng có kinh nghiệm cái tát lần trước, bây giờ hắn đối mặt với vị bí thư trẻ tuổi của xã cũng không dám thất lễ. "Đồn trưởng Triệu đến rồi à, mời ngồi." Vương Tử Quân thấy vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Tứ Dược thì nào không biết mục đích của đối phương đến đây gặp mình làm gì. Nhưng hắn lại giả vờ hồn nhiên như chưa phát hiện ra, hắn nói với Chu Thưởng Hữu: thường hiếu pha một ly trà cho đồn trưởng triệu ánh mắt chu thường hiếu chợt lóe lên hắn đi rót cho triệu tứ dược một ly trà bí thư vương có chuyện cần báo cáo với anh triệu tứ dược khách khí gật đầu với chu thường hiếu sau đó hắn nghiêm trang nói với vương tử quân trước kia triệu tứ dược bị vương tử quân cho một tát sau đó lưu căn phúc bị ép xuống đài điều này làm cho triệu tứ dược sinh ra trực giác tên bí thư dám tát mình một cái lại đẩy cả thuộc hạ không nghe lời xuống vực kẻ như vậy sẽ tuyệt đối không dễ dàng. Thế nên bây giờ đối mặt với Vương Tử Quân thì Triệu Tứ Dược có chút sợ hãi. Triệu Tứ Dược là anh em kết bái với Triệu Liên Sinh, hắn cảm thấy trên người mình như có rán nhãn, dù cố gắng thế nào cũng khó thay đổi địa vị, nếu so với việc nịnh nọt từ hai phía thì còn khổ sở hơn. Vương Tử Quân dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Triệu Tứ Dược, sau đó nói giống như chưa từng có điều gì phát sinh. Có phải là đồn công an có hành động gì lớn cần ủy ban giúp đỡ không? Tứ Dược, tôi tới chưa được bao lâu, thông qua tiếp xúc tôi luôn cảm thấy thỏa mãn với công tác của đồn công an, có gì cần ủy ban giúp đỡ thì cứ nói ra, đảng ủy chính quyền sẽ kiên cường làm hậu thuẫn. Đánh chết triệu Tứ Dược cũng không tin Vương Tử Quân sẽ không biết mục đích của mình vào lúc này, nhưng hắn nhìn bộ dạng nước chảy mây trôi của đối phương, trong lòng không khỏi bội phục. Nếu mình gặp phải chuyện này thì sợ rằng đã ăn ngồi không yên, không ngờ đối phương lại bình tĩnh như không. Cảm ơn Bí Thư Vương đã giúp đỡ triệu tứ dược nâng ly lên làm một ngục, sau đó hắn mới nói tiếp. Bí thư vương, hôm nay tôi nhận được điện thoại nói có đánh nhau ở quán cơm, lúc đó đến xem thấy Trác trường vĩ và lâm giang luân đang đánh nhau, cũng không thiếu quẩn chúng vây xem. Tôi sợ phát sinh ảnh hưởng không tốt nên trực tiếp đưa bọn họ đến đồn công an, thế là bây giờ đến xin chỉ thị của anh, nên xử lý hai người bọn họ thế nào. Chu Thường Hữu ngồi bên cạnh nghe Triệu Tứ Dược báo cáo mà thầm mắng đối phương xảo trá, anh đến báo cáo công tác hay làm khó lãnh đạo. Cán bộ đánh nhau sao? Hồ đồ! Vương tử quân vừa rồi còn cười tủm tỉm, bây giờ lại trở nên lạnh lùng, hắn vỗ mạnh lên bàn rồi nói. Chu thường hữu thấy vương tử quân nổi giận mà cổ họng như bị ai đó nắm chặt. Ôi, bí thư vương của tôi, ngài cũng đừng như vậy, dù ngài xử lý thế nào cũng khốn khổ, cuối cùng sẽ khó xong việc. Nếu so sánh với bộ dạng không yên của Chu thường hữu, triệu tứ dược lại ngưng trọng hơn, nhưng khóe mắt có ẩn dấu nụ cười lạnh. Tứ dược, gần đây anh làm việc quyết đoán lưu loát, chuyện này anh cảm thấy khó giải quyết là vì thái độ của ủy ban đúng không? Trước tiên tôi nói rõ ràng, đảng ủy chính quyền khẳng định giúp đỡ công tác của anh, hôm nay trước mặt đồng chí thường hiếu, tôi ở đây nói một câu, toàn xã Tây Hà Tử, dù là ai, dù là kẻ nào cũng không có quyền quấy nhiễu tính công chính của công tác tư pháp. Trác Trường Vĩ và Lâm Giang Luân đều là cán bộ xã, nếu sự việc xảy ra trong ủy ban thì tôi sẽ giáo dục bọn họ. Nhưng bây giờ bọn họ đánh nhau bên ngoài, thuần túy là người ở ngoài xã hội, vì vậy tôi hy vọng các đồng chí đồn công an xã nhất định phải căn cứ vào sự thật, dùng pháp luật để giải quyết thích đáng. Triệu tứ dược vừa rồi còn nắm chắc thắng lợi trong tay, bây giờ lại ngây cả người. Âm thanh của vương tử quân rất bình thường, ánh mắt cũng bình thường, nhưng triệu tứ dược nghe vào tai lại cảm thấy giống như đối mặt với lời tuyên cáo nghiêm trang của cả thế giới, sau lưng đầy mồ hôi lạnh. Dựa theo suy tính của chủ tịch triệu thì vương tử quân nhất định sẽ trúng chiêu, không ngờ đối phương quá xảo quyệt, hiên ngang nói rõ vấn đề, sau đó ném củ khoai lang nóng vào tay triệu tứ dược hắn. chương 72, huyết khí phương cương và uất ức. chương 72, huyết khí phương cương và uất ức. Bí thư vương, điều này. Triệu tứ dược đứng lên định nói gì đó nhưng vương tử quân đã vung tay lên nói. Tứ dược, anh là cán bộ công an lão thành, chút chuyện đánh nhau ẩu đả nho nhỏ ngoài xã hội đối với anh chỉ là một bữa ăn sáng, tôi cũng không mò mẫn chen chân vào. Chu Thường Hữu nhìn Triệu Tứ Dược đang rơi vào tình huống đi không được mà ở cũng không xong, khóe miệng cong lên, lộ ra vẻ vui sướng. Triệu Tứ Dược này chính là tâm phúc của Triệu Liên Sinh, hắn thấy đối phương ăn quả đắng không nói nên lời thì thầm vui vẻ, lại thầm cảm thán, bí thư vương quả nhiên cao minh, trực tiếp quyết định vụ việc một cách nhanh gọn thoải mái chỉ là một vụ việc đánh nhau tranh cãi, tất nhiên ủy ban sẽ không can dự vào tính công chính của tư pháp. Bí thư vương nói như vậy thật sự là chém đinh chặt sắt, hào hùng khẳng khái, thật sự rất cao siêu. Khi triệu tứ dược đứng ngồi không yên thì vương tử quân lại bắt đầu nói về việc nhà cửa, chuyện trật tự trị an của xã Tây Hà Tử. Dù triệu tứ dược trả lời có vẻ rối loạn nhưng hắn vẫn không quan tâm, xem như rộng lượng bỏ qua. Vương tử quân vẫn tỏ ra nhiệt tình như nước, nói chuyện kết hợp cương nhu, nửa giờ sau triệu tứ dược đi ra khỏi phòng làm việc của bí thư vương mà toàn thân đổ đầy mồ hôi. Sau khi tiến chân triệu tứ dược, vương tử quân quay về phòng làm việc, ve mặt lạnh như một khối sắt nguội, trong mắt như bùng lửa, bộ dạng thật sự có vẻ dọa người. Chu thường hữu nhìn vương tử quân, sau đó hắn mở miệng. Bí thư vương, chuyện này sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy. Ừ, đây là bọn họ chủ tâm nhằm vào trường vĩ. Vương Tử Quân nói rồi vung tay lên với Chu Thường Hữu. Anh nhanh chóng đi tìm hiểu tin tức, nếu đồn công an bên kia có kết quả gì thì lập tức báo cáo cho tôi. Chu Thường Hữu cũng không có kế sách gì hay, nghe thấy Vương Tử Quân phân phó như vậy thì cung kính lên tiếng, sau đó chạy ra ngoài cửa. Trác Trường Vĩ, Lâm Giang Luân. Vương Tử Quân khẽ viết xuống hai cái tên này, sau đó hắn rơi vào trầm mặc. Tút, tút, tút. Điện thoại chợt vang lên. Chào anh tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiếp điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh đầy nhiệt tình. Chào Bí Thư Vương, tôi là Lâm Giang Hà của phòng tổ chức huyện ủy. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Vương Tử Quân. Chào trưởng phòng Lâm, ngày cả ngày bận rộn, tôi cũng không dám tùy tiện quấy giày, hôm nay sao anh lại liên lạc với quần chúng như tôi rồi. Ha ha, trong quan trường có một quy củ bất thành văn, đó là lúc xưng hô những nhân vật trợ thủ trong ban ngành cần phải bỏ đi chữ phó bày ra thái độ tôn trọng lâm giang hà và vương tử quân cũng không có quan hệ gì với nhau lúc này nghe thấy đối phương nói như vậy hắn cảm thấy có chút bất ngờ đồng thời trong lòng thẩm oán trách triệu liên sinh chuyện bé xé ra to nếu đối phương là một kẻ lăn lộn quan trường lâu năm sẽ tự biết nên làm thế nào đâu cần phải gọi điện thoại cho mình bí thư vương anh nói vậy không được anh là ủy viên huyện ủy bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hoán Giang Hà tôi mới đúng. Lâm Giang Hà có thể tiến lên làm phó phòng tổ chức huyện ủy, tất nhiên cũng là kẻ tám mặt lung linh, dù mở miệng hay làm việc cũng rất cẩn thận. Hai người nói cười ha ha trong điện thoại nhưng không đề cập đến chuyện chính sự, Vương Tử Quân tất nhiên sẽ biết rõ mục đích cuộc điện thoại này của Lâm Giang Hà, nhưng đối phương không nói ra, như vậy hắn cũng sẽ không chủ động mở miệng. Bí thư Vương, nghe nói nhị đệ của tôi gây cho ngài chút phiền phức Tôi là một người anh cũng cảm thấy có chút không yên, cũng may có anh che chở, nếu có gì thì mong anh dạy bảo nó một chút." Lâm Giang Hà thấy Vương Tử Quân căn bản không mở miệng, thế nên cũng không tiếp tục đi đường vòng, đành phải chủ động mở miệng. Vương Tử Quân cười nói: "Trưởng phòng Lâm, anh cứ yên tâm, chuyện này tôi đã biết rồi." Lâm Giang Hà cũng không quá quan tâm đến chuyện nhỏ của Lâm Giang Luân, hắn thấy mình đã gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, như vậy đối phương không nhìn mặt thầy chùa cũng phải nể mặt Phật chắc chắn sẽ hạ bậc thang, thế cho nên nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Vương tử quân ngồi trước bàn làm việc, vẻ mặt chợt biến đổi, chỉ sau chốc lát đã tươi sáng như hoa, lại trở nên âm trầm như mặt nước giếng sâu. Lúc này phòng làm việc rất yên ắng, mỗi ngày hắn đều chuẩn bị sẵn sàng để nghinh tiếp kẻ địch, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp nhận khiêu chiến và chống lại âm mưu. Lâm Giang Luân mỉa mai chắc trường vĩ, sau đó lại dùng Lâm Giang Hà để dọa mình, nếu mình khuất phục thì vị trí trưởng ban tài chính của Trác Trường Vĩ sẽ mất, uy tín của mình sẽ rơi vào tình huống bị khiêu khích, nếu như hắn không xử lý Trác Trường Vĩ, như vậy sẽ đắc tội với Lâm Giang Hà. Vương Tử Quân nghĩ đến vấn đề mấu chốt mà không khỏi cười lạnh, hơn phân nửa điếu thuốc còn sót lại bị hắn ấn vào trong gạt tàn. Đồn công an đã nhanh chóng có kết quả xử lý vụ việc đánh nhau, chỉ đơn giản phê bình giáo dục rồi thả hai người Trác Trường Vĩ và Lâm Giang luân ra. Nhưng chuyện này vẫn chưa hết đồn công an tuy xử lý xong nhưng phía ủy ban lại chưa có kết quả gì. Hiểu mạn, cô nghe nói gì không? Trác Trường Vĩ và Lâm Giang Luân đánh nhau. Đỗ Hiểu Mạn vừa đi làm thì đồng sự Tôn Hồng Mai đã thần bí đi đến khẽ nói bên tai. Đỗ Hiểu Mạn không chỉ biết về Lâm Giang Luân, còn biết cả anh của đối phương là phó phòng tổ chức Lâm Giang Hà. Lâm Giang Luân kia trời sinh là chó, tính tình không ra gì, đối phương làm như vậy rõ ràng có kẻ xúi dục. Mà chắc trường vĩ chính là người đầu tiên được bí thư vương đề bạt, chẳng lẽ chuyện này có ẩn giấu thứ gì đó, có ai muốn hướng về phía bí thư? Đỗ hiểu mạn thầm suy nghĩ và trong lòng có thêm vài phần quan tâm đến vương tử quân. Thấy đỗ hiểu mạn không mở miệng thì tôn hồng mai có chút mất hứng, vẻ mặt có chút hâm hực, sau đó phẫn hận nói. Trác trường vĩ này vừa lên làm trưởng ban tài chính được vài ngày thì vỉnh đuôi lên, nếu như hắn ta là người huyết khí trương cương thì vợ cần gì phải lên giường với kẻ khác bộ dạng kia còn làm trưởng ban tài chính, giống như không còn người nào có khả năng rồi vậy. Sau khi dùng giọng tranh chua để mắng vài câu thì Tôn Hồng Mai với cơ thể mập mạp đã xoay người đi về phía bàn làm việc của mình. Lần này chỉ sợ Trác Trường Vĩ sẽ gặp phải phiền phức. Đỗ Hiểu Mạn biết rõ sự kiện Trác Trường Vĩ được đề bạt lên làm trưởng ban tài chính thì trong xã hội có bùng ra tranh luận, nhưng Bí Thư Vương ủng hộ Trác Trường Vĩ đã cho ra quyết định dứt khoát. Nếu Trác Trường Vĩ cứ như vậy mà xuống đài, Uy tín của bí thư Vương sẽ đặt chỗ nào? Anh Ngân Thương, anh nói xem, với bộ dạng uất ức của Trác Trường Vĩ, ngay cả vợ cũng theo thằng khác, liệu có xứng với vị trí trưởng ban tài chính không? Tôn Ngân Thương vừa đốt thuốc thì chợt nghe thấy cán bộ liên lạc dưới thôn là Tiểu Lưu ở bên cạnh lên tiếng. Tôn Ngân Thương trước nay đều chưa từng biểu hiện thái độ của mình đối với những sự việc như vậy, là một công nhân viên, cần gì phải dây dưa vào những câu chuyện trời ơi như vậy. Hi hi nếu muốn phát tiết thì nên tìm đúng người, Lâm Giang Luân không có gì không được, chỉ là anh của hắn là Lâm Giang Hà đang ở trên huyện. Bí thư vương có thể không bảo vệ hắn, tôi nghe nói triệu đại ca định mượn cơ hội này để đẩy hắn ra khỏi vị trí trưởng ban tài chính. Tiểu Lưu nói làm cho Tôn Ngân thương chợt kinh hoàng, hắn là một kẻ lọc lõi, tất nhiên sẽ sinh ra dự cảm, lần này sợ rằng chắc trường vĩ gặp phải chuyện xấu. Bí thư vương không phải quả hồng để cho người ta thích bóp nắn sao cũng được, nhưng cũng không vì một người mà đắc tội với Lâm Giang Hà trên huyện. Là một người trong quan trường cần phải biết, cấp dưới đắc tội với thượng cấp là điều tối kỵ. chương 73, tích góp và bùng phát. Cơ quan trước nay luôn là nơi không giấu được chuyện gì, sự việc dù thế nào cũng sẽ bành trướng, sau đó lan tràn, phô trương. Chỉ sau nửa ngày thì sự kiện trác trường vĩ đánh nhau với Lâm Giang Luân đã chuyển ra xôn xao. Cho anh hạt táo thì anh đắc ý quên hình, quên hết tất cả sao anh cho rằng có vương tử quân làm chỗ dựa thì muốn gì cũng làm được lâm giang luân là em của phó phòng tổ chức lâm giang hà đừng nói anh chỉ là một quân cờ nhỏ ngay cả vương tử quân cũng không dám động vào đám người nghị luận chán chê về chắc trường vĩ thì chuyển sang chuyện vợ của người này có quan hệ với lý nguyên ý sau đó có người nói bí thư vương cho chắc trường vĩ lên làm trưởng ban tài chính là không biết nhìn rõ đây không phải là cho trồn đến kéo xe sao cuối cùng vẫn là trẻ tuổi dễ nóng đầu sắp xếp nhân viên thiếu ổn thỏa nhưng may mà có chủ tịch triệu cầm lái bí thư vương đảng ủy cần phải nhanh chóng có quyết định với sự kiện của trác trường vĩ nếu không thì sẽ mang đến bị động cho anh gương mặt cừu gia thành trở đen nhẻm hắn dùng giọng đề nghị để nói với vương tử quân vương tử quân chỉ lạnh nhạt ngồi đối diện với cừu gia thành hắn ném cho đối phương một điếu thuốc rồi nói anh cừu theo anh thì chúng ta nên xử lý thế nào Cửu Gia Thành hít vào một hơi thuốc thật sâu, sau đó hắn nói: "Bí thư Vương, chuyện đến bây giờ cũng chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ, chỉ có thể xử lý uất ức cho Trường Vĩ, anh cũng không nên đắc tội với Phó phòng Lâm." Vương Tử Quân nhìn gương mặt ngưng trọng của Cửu Gia Thành, hắn không nói thêm điều gì nhưng trong lòng càng thêm kiên định. Bầu không khí trong phòng làm việc của Vương Tử Quân rơi vào trạng thái trầm mặc, đúng lúc này chợt nghe thấy tiếng đập cửa như có như không nếu không phải là Vương Tử Quân và Cửu Gia Thành đã dừng nói chuyện, chỉ sợ không nghe được. Vào đi. Vương Tử Quân thoáng nhìn ra cửa rồi trầm giọng nói. Cửa chậm rãi mở ra, chắc trường vĩ đi vào với gương mặt thận trọng. Gương mặt hắn hơi run, đứng trước bàn làm việc của Vương Tử Quân mà môi mấp máy nhưng không nói được câu nào. Cửu Gia Thành thấy bộ dạng uất ức của chắc trường vĩ thì cuối cùng cũng không nhịn được nói. Con bà nó, cậu thế nào lại giống như các mẹ bán cá ngoài chợ vậy? Không chịu được chút lời này tiếng nọ sao? Hắn ta nói vài câu thì cậu đã muốn ra tay đánh người sao? Nói cho cậu biết, Bí thư Vương vốn có áp lực nặng nề, cậu lại không công tác ra gì, không phải càng làm cho bí thư thêm khó xử sao? Vương Tử Quân khoát tay với cửu gia thành, hắn dùng giọng ôn hòa nói với Trác Trường Vĩ. Trường Vĩ, đến đây ngồi xuống. Bí thư Vương, tôi tôi đã gây phiền cho anh. Nói như vậy là anh biết hậu quả của vụ việc mình đánh nhau. Vương tử quân cười nhìn Trác trường vĩ, bộ dạng thản nhiên. Trác trường vĩ gấp đến mức mặt đỏ tía tai, cuối cùng cắn răng nói. Bí thư vương, nếu như tôi có một cơ hội, tôi sẽ tiếp tục đánh lâm giang luân rơi răng đầy đất, nhưng nếu sự việc liên lụy đến anh, dù anh xử lý, tôi cũng không muốn gây phiền cho anh. Trác trường vĩ nói xong những lời này thì xoay người bỏ đi. Cựu gia thành nhìn Trác trường vĩ xoay người đi ra ngoài mà cảm thán một câu xem ra có bộ dạng dám làm dám chịu. Chị Thu Na, đây là hoa lan di tài mà tôi đặc biệt tìm được từ thôn Hồng Lĩnh cho chị, chị thấy thế nào? Trong phòng làm việc của Lý Thu Na, Lâm Giang Luân đang dùng hai tay nâng chậu hoa dùng giọng tranh công nói với Lý Thu Na. Vì có quan hệ với Lâm Giang Hà, thế nên Lý Thu Na đi khá gần với Lâm Giang Luân, tất cả các việc dưới xã đều do Lý Thu Na quan tâm đến Lâm Giang Luân. Lý Thu Na tiếp nhận chậu hoa, sau đó nàng khẽ ngửi, lại cảm thán. Ôi, rất thơm. Giang Luân, không phải chỉ phê bình cậu, cậu thứ gì cũng tốt nhưng tính nát rượu vẫn không chừa. Sau này đừng tiếp tục ba lang nhăng như vậy nữa, chính cậu không cần quan tâm, nhưng cũng phải nghĩ đến anh của tôi chứ. Lý Thu Na nói lời này cũng rất có nghệ thuật, dù là gõ đầu nhưng lại kéo gần quan hệ với Lâm Giang Luân, Lâm Giang Hà với nàng chỉ có quan hệ công tác, nào biến thành anh rồi. Nhưng đây cũng là bình thường, trong cơ quan, chỉ cần anh ngồi trên ghế, dưới tình huống anh không biết sẽ xuất hiện rất nhiều thân thích, những người này có thể là cô cậu gì mợ chú cháu em út. Chị Thu Na, em biết rồi, nhưng chuyện hôm đó cũng không thể trách em, chắc trường vĩ kia là thứ quái quỷ gì. Ngay cả vợ mình cũng không giữ được, với tình huống như vậy mà làm trưởng ban tài chính, còn bà nó đúng là không ra gì. Em không phục, một thằng khốn bị vợ cắm sừng mà có thể biến thành rồng như vậy sao? lâm giang luân tuy nói lời cay nghiệt nhưng cũng là tình hình thực tế lý thu na thấy vậy thì nói cậu có thể nói với tôi như vậy nhưng ra ngoài nên nhìn rõ trường hợp nói nhiều sẽ lỡ miệng dù sao anh của tôi cũng đã ra mặt có lẽ bí thư vương không nhìn thầy chùa cũng nể mặt phật cũng sẽ không để cậu chịu uất ức nhưng cậu nên nhớ kỹ sau này đừng chọc vào phiền phức như vậy lý thu na nói những lời này như cho lâm giang luân một viên thuốc an thần lúc này hắn đến để thám thính thái độ của vương tử quân thấy lý thu na nói như vậy thì cũng an tâm hơn chị vào thời điểm mấu chốt nên nói vài lời giúp em vài ngày nữa mọi người sẽ gặp nhau trên huyện bây giờ em còn đi có việc lâm giang luân nói rồi chạy về phía phòng họp lý thu na nhìn bóng lưng bỏ đi của lâm giang luân trên mặt có chút hèn mọn tên lâm giang luân kia chỉ là một khối bùn nhão nhưng sao lại có người anh tốt như vậy Lý Thu Na nghĩ đến Lâm Giang Hà mà không tự chủ được nghĩ sang Triệu Liên Sinh, trong lòng thầm định giá, mình có nên đứng vào hàng ngũ một lần nữa không? Nhưng ý nghĩ này vừa bùng lên thì trong đầu xuất hiện gương mặt của Vương Tử Quân. Hay là chờ chút xem sao? Trong lòng chợt có ý nghĩ này, Lý Thu Na lại khẽ lẩm bẩm. Trước lúc tập hợp hơn 10 phút rõ ràng là thời điểm náo nhiệt nhất, đám cán bộ mở miệng trò chuyện vui sướng, anh chọc tôi tôi chọc anh, thật sự vui vẻ ngất trời. Này, tiểu lâm tử, nghe nói lại vào trong đồn công an nữa hả? Khi thấy Lâm Giang Luân tiến đến thì một vị cán bộ thôn tuổi hơn 40 lên tiếng. Hi hi, không gạt gì mọi người, tôi đây thật sự có vào đồn công an, sao tôi phải vào đó? Vì tôi không quen nhìn những tên đàn ông bị cắm sừng đứng trước mặt làm loạn, đúng là trưởng ban chó má, tôi khinh. Lâm Giang Luân giải thích làm cho đám người vang lên những âm thanh khen ngợi, đặc biệt là những kẻ ưa nịnh nọt, càng giơ tay cái lên ồn ào đám người trong phòng đều nở nụ cười không kiêng nể gì. đúng lúc vui vẻ thì Trác Trường Vĩ đi vào. Lúc này cảm xúc của Trác Trường Vĩ rất kém. những lời trách mắng của Cửu Gia Thành càng làm tâm tình hắn giảm sút. hắn đã mang đến phiền toái cho Bí Thư Vương chỉ vì mình muốn phát tiết, xem ra quá ích kỷ. Sửa theo lệ củ thì hàng đầu tiên trong phòng họp sẽ dành cho cấp phó khoa, hàng thứ hai dành cho những người phụ trách đơn vị. dù không có văn bản rõ ràng nhưng đã là quy củ bất thành văn. Trác Trường Vĩ là trưởng ban tài chính, hắn có vị trí ở hàng ghế số 2, nhưng hôm nay khi hắn đi đến vị trí quen thuộc của mình thì phát hiện đã có người ngồi đó, là cán bộ khoa viên của ban tài chính, là Ngô Quốc Đống. Trường ban Trác, anh có gì cần sắp xếp sao?" Thấy Trác Trường Vĩ đi về hàng ghế số 2, Ngô Quốc Đống dùng ánh mắt khiêu khích nghênh đón. Trác Trường Vĩ thấy Ngô Quốc Đống biết rồi còn hỏi thì hận không thể cho đối phương một đấm vào mặt, nhưng hắn nghĩ lại lời nói của Vương Tử Quân, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh thì càng nén giận. Không biết ai cười đầu tiên, tiếng cười như làm phòng họp bạo động, như quả bóng phồng khí. Trác trường vĩ đi ra phía sau, lưng thẳng đứng, bước chân như một cương thi bi tráng. chương 74, nên ra tay thì ra tay. Phòng họp, trương dân cường ngồi bên phải vương tử quân, bắt đầu điểm danh, tất cả vẫn như ngày thường. Bí thư vương, chủ tịch triệu, tất cả đều đến đông đủ. Trương Dân Cường gặp sổ điểm danh rồi nói với Vương Tử Quân và Triệu Liên Sinh. Triệu Liên Sinh khẽ gật đầu, sau đó hắn trầm giọng nói. Hai ngày này trong xã xảy ra một sự kiện, mọi người ngồi đây đều hiểu rõ ràng, những ngày qua chúng ta chú trọng công tác phòng cháy ruộng ngô, các đồng chí ủy ban đều phải chạy xuống thôn xâm nhập quần chúng, chạy gãy chân, nói rách miệng, cực kỳ vất vả. Tôi căn bản không muốn phê bình mọi người, nhưng hôm nay không nói không được. Tôi muốn cảnh cáo vài đồng chí, là đảng viên, là lãnh đạo trung tầng vậy mà vẫn vi phạm, không nói thuận miệng thì động tay chân, đây là tác phong gì? Người ta là kẻ địch giai cấp của anh sao? Triệu Liên Sinh dù không chỉ mặt gọi tên nhưng lời nói chĩa vào ai thì những người ngồi đây đều biết rõ ràng. Trác Trường Vĩ ngồi phía sau, hắn cúi đầu không nói lời nào, mà Lâm Giang Luân ở phía trước lại có gương mặt không cho là đúng. Đợi đến khi thấy chủ tịch Triệu nói xong thì còn đứng người lên chắp tay với bốn phía không kiêng nể gì cả sự kiện đánh nhau lần này làm bại hoại nghiêm trọng hình tượng cán bộ đảng viên của xã Tây Hà Tử chúng ta, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ trong xã, là bôi đen thể diện của đảng ủy chính quyền xã. Các đồng chí, đảng ủy chính quyền sẽ không nuông chiều những hành vi này, bây giờ tôi xin mời đồng chí Bí Thư Vương lên tiếng. Triệu Liên Sinh nói rồi khẽ đưa tay mời. Triệu Liên Sinh dù sao cũng là người bản địa, có 7 phần cán bộ nơi đây xem hắn là đầu tàu, thế nên thấy chủ tịch nói xong thì vỗ tay ầm ầm đám cán bộ này cũng không ngốc, bọn họ tất nhiên biết chủ tịch có ý nghĩ gì. Vương Tử Quân không phải là người đề bạt trác trường vĩ sao. Tốt lắm, hôm nay cho đối phương muối mặt. Nếu bí thư vương không tiếp chiêu, không phải tự đánh vào mặt mình sao? Nếu như đụng vào thì cũng khó thể chịu nổi lâm giang hà trên huyện ủy. Trương Dân Cường vỗ tay rồi dùng dư quang khóe mắt nhìn Vương Tử Quân, sau khi Triệu Liên sinh bị bệnh thì hắn luôn bị Vương Tử Quân ép khốn khổ, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội phản kích. Vương Tử Quân dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn xuống bên dưới, trên mặt là nụ cười nhạt. Đồng chí Trác Trường Vĩ có mặt đây không? Từng ánh mắt không đồng nhất nhìn về phía Trác Trường Vĩ, đại đa số đều chế nhạo, đều cười chê. Vẻ mặt Lâm Giang Luân thì càng vui vẻ, bí thư Vương gọi Trác Trường Vĩ đầu tiên, đây không phải nói bí thư sắp dậy bảo đối phương sao? Dưới ánh mắt của mọi người, Trác Trường Vĩ từ từ đứng lên, hắn không nói gì. Đứng xa như vậy làm gì, lại gần đây cho tôi. Trác Trường Vĩ, tôi nghe nói gần đây không ít người giới thiệu vợ cho anh. Vương Tử Quân nói làm cho mọi người chợt ngẩn ngơ, trường hợp nghiêm túc như vậy sao Bí Thư Vương lại hỏi việc nhà. Trác Trường Vĩ cũng không hiểu vì sao Bí Thư Vương lại hỏi như vậy, hắn trần trừ một chút rồi thành thật trả lời. Đúng vậy, thế nào, anh có chọn chúng ai không? Không, Trác Trường Vĩ cúi đầu nói. Có phải anh có tiêu chuẩn quá cao, không vừa mắt người nào? vương tử quân hỏi hầu như giống như một người gây sự không cho trác trường vĩ cơ hội thở dốc không phải tôi đã có vợ không cần ai giới thiệu trác trường vĩ ngẩng đầu lên nước mắt lấp lóe như vậy anh căn bản không có ý ly hôn đúng vậy tôi đã có con không muốn con cái bị tổn thương hơn nữa nếu ly hôn thì cô ấy cũng không biết đi đâu trác trường vĩ nói với âm thanh rất nhỏ nhưng những lời này vừa ra khỏi miệng thì thật sự giống như trời đất trao đảo Đàn ông đi với gái thì được gọi là phong lưu tiêu sái, bị người ta phát hiện ra thì chỉ ngầm hiểu và cười ha hả cho qua, phụ nữ thì khác, kết cục của những sự việc ngoại tình dù không ly hôn cũng bị đánh cho đầu rơi máu chảy, cả đời không ngóc đầu lên được. Trác Trường Vĩ là cán bộ xã, lại là trưởng ban tài chính, hắn không phải không tìm được vợ, nhưng hắn không ly hôn, hắn dễ dàng tha thứ cho người vợ mắc sai lầm, điều này làm cho người cơ ta cảm thấy đồng tình và cảm động, thế là tâm tình nhanh chóng nghiêng về phía kẻ yếu. Vương tử quân đứng trên đài nhìn trăm cán bộ viên trước bên dưới, lực chú ý của hắn nằm trên người Lâm Giang Luân. Thật ra bày ra trước mắt hắn có hai lựa chọn, đó là đẩy Lâm Giang Luân, để hai người hòa giải với nhau. Phương pháp này không làm làm tổn thương thể diện của Lâm Giang Hà, cũng giải quyết được vấn đề, hay là nhân cơ hội mọi người đồng tình với Trác trường vĩ mà phê bình Lâm Giang Luân. Thật ra vương tử quân có khuynh hướng với phương pháp đầu tiên, dù sao như vậy cũng thiếu đắc tội người khác. Hắn cũng không sợ đắc tội với người, nhưng trong quan trường dù không làm cho người ta vui cũng đừng nên để đối phương buồn, ít đắc tội với người mới là sáng suốt. Lúc này Lâm Giang Luân ở dưới đài đã giận đến mức mặt mũi tái nhợt, những lời vừa rồi Vương Tử Quân hỏi Trác Trường Vĩ giống như một mê cung, nhưng ý nghĩa chân thật của nó đang dần bày ra. Hắn lúc này đang nín thở phân tích, nhưng hắn đã thấy rõ, hình như Vương Tử Quân đã nghiêng về phía Trác Trường Vĩ rồi. Anh của Lâm Giang Luân là Lâm Giang Hà là phó phòng tổ chức huyện ủy mọi người không nhìn thầy chùa cũng phải nể mặt phật ai không tươi cười chào đón hắn vương tử quân này mới đến xã vài ngày mà dám chơi hắn thế là hắn cảm thấy căm tức cuối cùng cũng không nhịn được có gì mà giỏi hơn người vợ của mày không phải một con đàn bà dâm đãng sao nó không có chỗ nào để đi đúng là đáng cười nó là một chiếc xe công ai cũng có thể leo lên và trả thù lao theo tao thấy thì mày giữ nó lại chủ yếu để kiếm tiền nếu không sao cứ giữ lấy như bảo bối như vậy những lời này của lâm giang luân nếu là dĩ vãng thì sẽ được mọi người cười vang hưởng ứng nhưng hôm nay ai cũng ngậm chặt miệng ai cũng nhìn về phía vương tử quân bốp vương tử quân vỗ mạnh lên bàn vẻ mặt dữ tợn hắn quát lớn lâm giang luân anh quá làm càn anh nói gì nhắc lại lần nữa tôi xem lâm giang luân xưa nay ỉ vào anh mình để kiêu ngạo không coi ai ra gì đã quen thói hoành hành bây giờ đối mặt với thái độ nổi giận của Vương Tử Quân, không khỏi trầm lòng xuống. Các đồng chí, mọi người có lẽ thấy Trác Trường Vĩ rất uất ức, nhưng tôi thấy thế này, vào thời điểm mấu chốt có thể biến lớn biến nhỏ là rồng, có thể có được giãn dược mới là anh hùng. Đàn ông lấy trách nhiệm với gia đình làm trọng, đó mới là đàn ông chân chính. Lâm Giang Luân, anh thân là cán bộ đảng viên, anh xem anh nói ra những gì, lời lẽ rối loạn, bàn chuyện thị phi, anh nói xem hành vi và lời lẽ của anh có phù hợp với thân phận không. Từ hôm nay tôi ngừng chức của anh để kiểm tra, khi nào có giác ngộ đầy đủ và rõ ràng thì đi công tác trở lại. Vương Tử Quân nói rồi nhìn sang Trác Trường Vĩ. Dù có chuyện cũng không thể không nói lời nào là tiến lên đánh người, tôi xét thấy có nhiều nguyên nhân, thế nên đề nghị phạt đồng chí Trác Trường Vĩ một tháng lương làm răn đe. Vương Tử Quân nói như đao kiếm sắc bén đánh trúng chỗ hiểm của Lâm Giang Luân, làm cho Lâm Giang Luân không còn chỗ nào lẩn trốn. Triệu Liên Sinh không lên tiếng nhìn Vương Tử Quân, vẻ mặt ngưng trọng. Các thành viên ban ngành còn lại cũng yên lặng không ai dám nói lời nào. Lý Thu Na dù có tâm tư nịnh bỡ Lâm Giang Hà, nhưng vào trạng thái này nàng cũng chỉ bo bo giữ mình, không dám tùy ý mở miệng. chương 75, hát bài ca ngợi cho ngài nghe. Bí Thư Vương, trưởng phòng đoạn phòng tuyên truyền huyện ủy tự mình gọi điện thoại đến, nói là các xã khác đã nhận báo và tạp chí đảng, chỉ còn lại xã mình mà thôi, trưởng phòng đoàn kêu gọi chúng ta nhanh tay lên, không cần phải chạy sau toàn huyện. Ủy viên tuyên truyền đề Á Bân đứng trước bàn làm việc của Vương Tử Quân rồi dùng giọng kính cần nói. Vương Tử Quân đặt bút trong tay xuống rồi hỏi ngược lại. Chuyện này anh đã báo cáo với Chủ tịch Triệu chưa? Đã báo cáo, nhưng đồng chí Trác Trường Vĩ nói ban tài chính lúc này không có tiền, anh ấy cũng không có cách nào khác. Tề Á Bân nói đến đây thì trên mặt có chút bức bối. Vương tử quân trước nay vẫn luôn an tâm với Trác trường vĩ, lúc này nghe Tề Á Bân nói như vậy thì hắn khẽ nhíu mày nói. Tạp chí và báo đảng phát xuống xã cần thu bao nhiêu tiền? Bí thư vương là 18 ngàn. Tề Á Bân thật sự không thoải mái, chuyện đặt hàng báo và tạp chí đảng là phạm vi phụ trách của ban tuyên truyền, đã được chủ tịch triệu ký tên, nhưng Trác trường vĩ không chịu xuất tiền, đây không phải cố ý làm khó mình sao? nhưng hắn đối mặt với bí thư vương tử quân thì chỉ biết nén giận, hạ tư thái xuống thấp. Sự việc Lâm Giang Luân vừa qua có ảnh hưởng rất lớn đến hắn, hắn biết rõ vị bí thư này dám nói dám làm vì kẻ tâm phúc, tốt nhất là làm tốt quan hệ với bí thư thì hay hơn. 18.000 cũng không phải là con số quá lớn, hơn nữa nhận báo đảng và tạp chí cũng là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời Triệu Liên Sinh cũng đã mở miệng, chắc trường vĩ sao lại không buông tiền, chẳng lẽ trong đây có vấn đề gì sao? Vương Tử Quân trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó hắn nói với Tề Á Bân: "Á à Bân, lúc này tình hình tài chính của xã chúng ta hơi căng, cần ứng phó với nhiều thứ phát sinh. Anh cũng đừng gấp, tôi sẽ liên hệ với Trác Trường Vĩ để xem có thể nhanh chóng xuất tiền cho anh không. Vậy thì được, cảm ơn Bí thư Vương." Tề Á Bân gật đầu nói một câu, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ xoa chán, nghĩ đến chuyện theo lời kể của Tề Á Bân sau đó trầm ngâm một chút, đưa tay cầm lấy điện thoại. Cốc, cốc, cốc. Những tiếng gõ cửa khẽ vang lên, ủy viên tổ chức Lý Thu Na đi đến. Lý Thu Na không phải là người bản địa, chỉ nói tiếng phổ thông mà không biết nhiều khẩu âm bản địa, bộ dạng rất tốt, 28-29 tuổi, dáng người cao gầy, mặt hơi dài, cằm hơi nhọn, mắt to lông mày nhỏ, bộ dạng động lòng người. Nàng rất chú ý cách ăn mặc, mùa thu mặc váy vai phải, phải treo một cái túi sách nhỏ. Lúc này nàng ngồi xuống ghế sa lông trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, hai đầu gối khép lại, nhìn qua rất khéo léo, tự nhiên và hào phóng. Bí thư Vương, anh cả ngày bận rộn, tôi mãi luôn trông mong có cơ hội được anh tiếp kiến, cuối cùng cũng có cơ hội. Lý Thu Na cong mày lên rồi nhếch miệng dùng giọng oán giận nói. Vương Tử Quân chợt bật cười, hắn nhìn Lý Thu Na, cô gái này không kiêng kỵ gì lại còn khéo hiểu lòng người. Những cô gái đẹp luôn tìm cách cố gắng chiếm tiện nghi, những lời nói chán ngán xuất phát từ miệng nàng cũng không làm hắn cảm thấy chói tai, còn có chút hưởng thụ. Cái gì mà tiếp kiến? Vương tử quân nở nụ cười chế giễu. Cô cho rằng tôi là thủ tướng sao? Vương tử quân nói rồi đứng lên rót cho Lý Thu Na một ly trà. Tất nhiên, bí thư vương có gì mà không được, còn trẻ, đẹp trai, lại có khả năng, có bản lĩnh, như vậy tăng tiến cũng là phải. Ủy viên Lý, cô đang hát ca ngợi tôi sao? khi vương tử quân càng hiểu sâu về xã tây hà tử hắn càng biết rõ lý thu na này thanh danh truyền xa tuyệt đối là một người phụ nữ không dễ đối phó thế là trong lòng có thêm vài phần cảnh giác bí thư vương tôi biết rõ ngài cũng không dễ dàng gì quan lớn như vậy nhưng tiền lại là ít làm việc sao có thể thông thuận lý thu na lại tùy tiện bày ra bộ dạng hồ đồ không hiểu chuyện vương tử quân lập tức nghĩ đến chuyện cô gái này tìm mình có việc ngoài miệng lại vẫn khẽ nói cô tìm tôi có việc gì sao? Chút nữa tôi phải đi học rồi. Lý Thu Na tất nhiên hiểu tâm tư của Vương Tử Quân, nàng úi lên một tiếng rồi nói. Bí thư Vương, tôi còn có việc cần nhờ ngài. Chuyện gì cô cứ nói, xem tôi có thể hoàn thành được không? Vương Tử Quân nói rất khách khí, nhưng lại giữ thái độ lập lờ nước đôi. Bí thư Vương, trước đó huyện ủy có cử hành một ban huấn luyện cán bộ thanh niên, những người tham gia ban huấn luyện đều phải nộp 360 đồng tiền phí, lúc đó xã đã nói trước hết để cá nhân tôi ứng trước nhưng đến bây giờ còn chưa chịu trả lại lại là vì tiền vương tử quân trực giác cảm thấy tài chính có vấn đề nhưng lúc này hắn vẫn bình tĩnh nói nếu đã là chuyện do ban ngành đồng ý vậy chị cô đi tìm chủ tịch triệu sau đó đến ban tài chính báo cáo vẻ mặt lý thu na chợt biến đổi nàng hét lên bí thư vương tôi đã xin được chữ ký của chủ tịch triệu nhưng chắc trường vĩ nói ban tài chính không có tiền lý thu na lên tiếng tất nhiên chỉ có một ý nghĩ trác trường vĩ là tâm phúc của ngài vì vậy chuyện tiền bạc này ngài không lên tiếng không được vương tử quân giả vờ kinh ngạc nói nghiêm trọng như vậy sao vương tử quân tuy ý thức được có vấn đề gì đó nhưng vẫn tiếp tục nói được rồi tôi đã biết rồi tôi sẽ cho trác trường vĩ đến tìm cô cảm ơn bí thư vương chuyện tiền bạc tôi chỉ có thể báo cáo với anh mà thôi tôi thật sự sùng bái anh lý thu na cười lớn nói lúc trác trường vĩ lên làm trưởng ban tài chính thì vương tử quân đã nói rõ chuyện tài vụ cần bảo trì sự nhất trí cao độ với chủ tịch triệu trác trường vĩ cũng đã đồng ý đáng lý ra không nên xuất hiện tình huống này mới phải trường vĩ cậu đến phòng làm việc của tôi một chuyến vương tử quân nói xong thì cúp điện thoại khi vương tử quân nằm trên mặt ghế trầm tư thì đỗ hiểu mạn mặc một bộ tây trang sách theo hai cái bình thủy đi vào vất vả cho cô rồi, hiểu mạn. Vương tử quân đứng lên, sau đó khẽ cười nói với đỗ hiểu mạn. Bí thư vương, tôi vẫn nhớ kỹ lần trước anh mở hội nghị cán bộ nhân viên văn phòng, anh đã từng nói một vị nhân viên văn phòng hợp cách phải có mắt diều hâu, chân thỏ, bụng ếch, đồng thời cũng phải biết nói ít. À, hiểu mạn, rất tốt, rất thông minh, mới đó đã hiểu được ý của tôi. Tôi hỏi cô, hai ngày nay trong xã có xảy ra chuyện gì không? Vương Tử Quân đợi Đỗ Hiểu Mạn làm xong việc thì lơ đãng hỏi. Chương 76, cửa khó vào, mặt khó coi, lời khó nghe, việc khó làm. Chương 76, cửa khó vào, mặt khó coi, lời khó nghe, việc khó làm. Hai ngày nay có phải trong xã phát sinh chuyện gì không? Vương Tử Quân vừa hỏi xong thì Đỗ Hiểu Mạn chợt ý thức được bình thường lãnh đạo hỏi mình như vậy rất có ý nghĩa, đó chính là xem phản ứng nhân tâm bên dưới, nếu như hỏi gì đáp nấy như vậy sự cơ trí và nhiệt tình của mình sẽ giảm sút trong mắt lãnh đạo. Bí thư vương, những ngày nay cũng không có chuyện lớn gì phát sinh, chỉ là có vài vị cán bộ kể cả của thôn Đào Bắc đến đòi tiền di rời, cào nhau nói rằng đến lúc này vẫn còn chưa nhận được tiền. Tiền di rời chính là tiền mà ban tài chính xã cấp cho tài vụ thôn, dưới tình huống bình thường đều được giao đúng ngày tháng, lúc này tiền di rời cũng không đưa xuống đúng hạn, trong đó chắc chắn có vấn đề. Thế là vương tử quân không khỏi nhíu mày đỗ hiểu mạn thật ra cũng muốn ở lại phòng của bí thư thêm một lúc dù nàng cũng không có tâm tư gì với vương tử quân thế nhưng tiếp xúc nhiều với một lãnh đạo uy nghiêm như vương tử quân rất có lợi cho sự phát triển của nàng vương tử quân trầm mặc không nói làm cho đỗ hiểu mạn không thể tiếp tục ở lại nàng rời khỏi phòng làm việc của bí thư đi xuống lầu đỗ hiểu mạn vừa đi thì chắc trường vĩ đi đến không đợi người này mở miệng vương tử quân đã hỏi trường vĩ có phải tài chính của xã có vấn đề không Thật ra chắc trường vĩ đã sớm muốn báo cáo cho vương tử quân vấn đề này, nhưng hắn không làm như vậy. Nhiều ngày qua hắn tự mình nghĩ biện pháp, hắn thấy một cấp dưới trung thành thì không chỉ làm tốt công tác của mình, còn phải giải nạn phân ưu cho lãnh đạo vào đúng thời điểm. Vì thế hắn cố gắng chống đỡ, hắn không muốn vương tử quân vì chút chuyện nhỏ như vậy mà yêu sầu. Hôm nay nghe nói bí thư vương muốn tìm mình, thế là hắn biết mình khó thể gắng gượng được lâu hơn. Là thế này, bí thư vương, nửa tháng trước đã đến giai đoạn quyết toán tiền, nhưng phòng tài chính huyện còn chưa chịu phân bổ xuống, bây giờ trong ban tài chính chỉ còn lại 3.000 đồng, tôi cũng không thể động vào, để đảm bảo có thể dùng cho anh vào giai đoạn khẩn cấp. Trác trường vĩ cao mày nói, vương tử quân nghe là biết đối phương đang hậu thuẫn cho mình. Dù 3.000 đồng không đủ làm gì nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút cảm động. Sự việc tuy nhỏ nhưng đủ để chứng minh vị quản gia nắm tài chính luôn nghĩ cho mình, thế là trong đầu hắn xuất hiện câu nói, dược dân tâm sẽ được cả thiên hạ. Nửa tháng trước đã phải phân bổ tài chính xuống xã, sao đến 3 giờ còn chưa có tiền. Vương tử quân thầm buồn bực, hắn hỏi chắc trường vĩ. Trước kia phòng tài chính huyện có phát sinh tình huống thế này bao giờ không? Trước kia cũng từng có vài lần phát tiền muộn, thế nhưng chỉ quá 10 ngày mà thôi, nhưng bây giờ nghe nói 15 xã trong huyện đều có tiền nhưng xã Tây Hà Tử chúng ta lại chưa có xu nào. Trác Trường Vĩ là người công tác trong hệ thống tài chính lâu năm, tất nhiên cũng nắm rõ chút tin tức. Không chịu phát cho xã Tây Hà Tử, xem ra người ta đặc biệt đến vì mình. Ý nghĩ này bùng lên trong đầu Vương Tử Quân, đúng lúc hình bóng của Lâm Giang Luân chợt lóe lên. Vương Tử Quân rút ra một điếu thuốc, hắn châm lửa làm một hơi, sau đó bình tĩnh nói: "Anh đã đến phòng tài chính dò hỏi chưa?" "Bí thư Vương, tôi đã đi đến bốn lần, mỗi lần đều không được gặp trưởng phòng." Trưởng khoa thống kê cũng viện lý do khác lạ. Trước kia tôi đến, đám người bọn họ đều hận không thể vung đao bắt tôi mời khách, bây giờ tôi có chủ động mời thì bọn họ cũng không chịu phò ước. Trác Trường Vĩ không muốn nói ra những lời này với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn cũng biết phòng tài chính hướng về phía ai, trong lòng cũng tràn đầy bi ai. Hắn chợt sinh ra cảm giác cực kỳ vô lực, chỉ với chút năng lực của mình thì thật sự không thể nào giải quyết được vấn đề này, thế cho nên bây giờ chỉ có thể nói rõ ràng với Vương Tử Quân chỉ mong sao bí thư Vương có thể tự tay xuất thủ. Trước đó Vương Tử Quân đã đứng trước mặt tất cả cán bộ trong xã, bí thư Vương đã nổi giận đứng lên ngăn cơn sóng dữ, thế cho nên vị trí trưởng ban tài chính của Trác Trường Vĩ mới được giữ vững. Nhưng điều này cũng làm cho bí thư Vương tiếp nhận một kẻ địch, là phó phòng tổ chức Lâm Giang Hà. Điều này làm cho Trác Trường Vĩ cảm thấy áy náy, càng cảm thấy thiếu nợ Vương Tử Quân, vì nào dễ đắc tội một vị trưởng phòng tổ chức. Trác trường vĩ nghĩ đến tình huống vương tử quân đứng trước mặt bao người chỉ mặt mắng lớn với Lâm Giang Luân, trong lòng Trác trường vĩ chợt bùng lên hào khí. Có bí thư vương che chở cổ động, Trác trường vĩ hắn đứng trước đồng sự và cán bộ trong đơn vị cũng luôn luôn đứng thẳng kiêu ngạo, không có gì có thể làm hắn cảm thấy uất ức. Anh gọi tiểu tào, chút nữa tôi với anh đến phòng tài chính huyện. Vương tử quân trầm ngâm một chút, sau đó phân phó Trác trường vĩ. Bí thư, cái này. Trác trường vĩ muốn mở miệng khuyên nhưng thấy vẻ mặt ngưng trọng của vương tử quân, cuối cùng cũng ngậm miệng không nói lời nào. Phòng tài chính nằm ở vị trí trung tâm huyện thành, là một khu nhà 6 tầng mới xây, hơn nữa còn có một quảng trường rộng hơn 2 hecta đầy sắc màu, màu xanh rào rạt, từ xa nhìn lại giống như đại hội đường ở thủ đô, khi phái thuần khiết, rất bất phàm. Nghe nói trước khi xây tòa nhà này, một vị lãnh đạo trong phòng tài chính đã chạy đi mời một kiến trúc sư nổi tiếng Thượng Hải, đã xem xét rất kỹ bản thiết kế, sau đó mới xác định và xây dựng. Điều làm cho người ta chú ý chính là tầng hầm cũng không nằm dưới mặt đất mà là ở bên trên mặt đất, chiều cao như một lầu. Vì thế dù anh là người phương nào, đều cần phải đi qua 19 bậc cầu thang mới có thể tiến vào đại sảnh xử lý công vụ của phòng tài chính. Ý nghĩa của nó tất nhiên không cần nghĩ cũng biết, là diễn dịch cực hạn của tứ đại khó, bao gồm cửa khó vào, mặt khó coi, lời nói khó nghe, việc khó làm. Đồng chí, các anh tìm ai? Khi Vương Tử Quân đưa Trác Trường Vĩ đến cổng khu nhà của phòng tài chính thì một viên bảo vệ canh cửa cản đường hỏi. "Chúng tôi là người xã Tây Hà Tử, đây là bí thư Vương, tới tìm trưởng phòng Dương của các anh." Trác Trường Vĩ tranh thủ đưa cho viên bảo vệ một điếu thuốc rồi giải thích. Viên bảo vệ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Vương Tử Quân, thầm nghĩ người trẻ vậy mà có thể lên làm phó bí thư xã, xem ra không phải giàu có bình thường. "Các người chờ chút." tôi điện thoại cho văn phòng viên bảo vệ sợ danh hiệu bí thư của vương tử quân thế nên sách điện thoại gọi cho văn phòng một lát sau viên bảo vệ kia đặt điện thoại xuống nụ cười đông cứng lại còn giống như có một tầng xương lạnh bí thư vương thật xấu hổ quá trưởng phòng dương của chúng tôi không có mặt bên trong không sao chúng tôi gặp mặt trưởng phòng lưu cũng được trác trường vĩ sửa lời nói trưởng phòng lưu đi họp ngày mai các anh hãy đến Bảo vệ nói rồi ngồi xuống trước bàn làm việc hí hoáy không coi ai ra gì, không thèm quan tâm đến hai người vương tử quân. Trác trường vĩ lộ ra vẻ tức giận, viên bảo vệ này thật quá đáng, mình bị lạnh nhạt thì không sao, làm vậy với bí thư vương là không được. Là bí thư đảng ủy xã, dù lên khu văn phòng huyện ủy hay khối chính quyền huyện đều sẽ có người đặc biệt đi ra tiếp đái. Nếu đó là trưởng phòng tài chính nắm quyền tài chính của cả huyện mà hò hét vinh váo cũng không có vấn đề, nhưng một con chó coi cửa mà làm càn như vậy, vô tình trong đầu Trác Trường Vĩ chợt xuất hiện ba chữ. Con bà nó. Chương 77, hao tổn chính là anh. Bí thư Vương, nếu không thì buổi chiều chúng ta hãy đến. Nhìn vẻ mặt khó coi của Vương Tử Quân, Trác Trường Vĩ dùng giọng cẩn thận nói. "Không, chúng ta ở đây chờ." Vương Tử Quân vừa nói vừa đi đến ngồi xuống chiếc ghế ở trong phòng bảo vệ ngoài cổng khu nhà phòng tài chính. Trác trường vĩ cũng phối hợp ngồi bên cạnh vương tử quân, cũng không biết nói gì cho phải. Nửa giờ trôi qua, có không ít nhân viên lục tục đến công tác ở phòng tài chính, hầu như ai ra vào cửa đều ném ánh mắt kinh ngạc về phía vương tử quân và Trác trường vĩ. Nhưng vương tử quân hồn nhiên không phát hiện ra ánh mắt của bọn họ, hắn xoay mặt làm ngơ. Ha ha ha, chủ tịch cầu, vẫn là anh giỏi, mới ra ngựa đã đánh ngã hai người, xem ra anh là người đầu tiên. Trưởng phòng dương sẽ lập tức phê chuẩn cho anh, hôm nay rất vui, anh cho tôi một cơ hội, tôi sẽ kính anh hai ly. Anh Phương, anh cũng đừng rót rượu tôi, chút tâm địa gian xảo này của anh sao qua mắt được tôi. Có hai người cười nói từ trên bậc thang đi xuống, đoạn đối thoại của bọn họ rơi vào trong tai của Trác trường vĩ, gương mặt hắn trở nên khó coi. Trường phòng chu có ở nhà, đây là đối phương cố ý tránh mặt không gặp. Ý nghĩ này bùng lên trong đầu, Trác trường vĩ lập tức cuống quyết quay sang nhìn vương tử quân. Vương tử quân tất nhiên cũng nghe thấy rõ ràng lời đối thoại của hai người kia, nhưng hắn vẫn tỏ ra điềm nhiên như không, chỉ là chắc trường vĩ không chú ý, trong mắt vương tử quân chợt lóe lên cái nhìn lạnh lẽo. Cậu chắc, hôm nay lại đến chạy khoản tài chính của xã à? Một người trong số đó thấy chắc trường vĩ thì lớn tiếng hô lên. Chắc trường vĩ nhận ra người kia là trưởng ban tài chính phương văn minh của xã Hạ Hà, Hà. Hắn và phương văn minh không quá quen thuộc, nhưng sau khi trở thành trưởng ban tài chính thì đối phương mỗi lần thấy mặt đều tiến lên chào hỏi đại khái là hai bên bố trí chức vụ đồng nhất nên mới như vậy lúc này chắc trường vĩ cũng tranh thủ thời gian nói chào trưởng ban phương cậu này tôi khuyên cậu đừng đợi ở chỗ này các người có đợi đến tối cũng vậy mà thôi nhưng cậu cũng đừng nổi nóng xuất hiện sự việc thiêu thân như thế này cũng không liên quan gì đến cậu là tiểu vương xã các cậu đắc tội với người Phương Văn Minh khẽ hạ giọng nói một câu với Trác Trường Vĩ. "Cậu Trác, tôi khuyên cậu một câu, giải chuông cần tìm người buộc chuông, cậu có chạy 10 ngày nửa tháng cũng không có xu nào, tốn sức mà thôi, cậu trở về đi, anh đi đây." Phương Văn Minh ném ra những lời như vậy rồi chạy vài bước đuổi theo chủ tịch cậu. "Bí thư Vương, anh xem, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Trác Trường Vĩ nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân chứng thật suy đoán của mình mà thầm nổi giận nhưng trên mặt hắn vẫn treo nụ cười nhạt. Anh đến nói với các đồng chí phòng tài chính, tôi muốn gặp trưởng phòng Dương. Trác Trường Vĩ thấy Vương Tử Quân vẫn kiên trì thì trong lòng thầm đau xót, hắn tranh thủ thời gian đi về phía đám bảo vệ. Trong mắt Trác Trường Vĩ thì trong một huyện thành thì một vị bí thư đảng ủy xã cũng là chư hầu uy phong tám mặt, nhưng chỉ vì sự kiện mình đánh nhau mà bí thư mới phải uất ức chờ đợi trước cổng phòng tài chính như thế này. Viên Bảo vệ kia thấy người đến lại là Trác Trường Vĩ thì trên mặt có chút mất kiên nhẫn. Tôi đã nói rồi, trưởng phòng không có mặt ở đây, trưởng phòng không có mặt ở đây. Nơi đây là khu xử lý công vụ của phòng tài chính, không phải là phòng văn thư, cũng không phải phòng dân chính. Các người dù có không đi cũng không giải quyết được gì đâu. Trác Trường Vĩ nhìn gương mặt lạnh thanh của Viên Bảo vệ mà lửa giận bùng lên. Khi hắn chuẩn bị náo loạn với đối phương thì nghe được lời của Vương Tử Quân. Trường Vĩ, cậu về đây. Bí thư Vương, chúng ta cùng về nhé." Trác Trường Vĩ quay đầu nhìn Vương Tử Quân rồi hỏi. "Không, không về, chúng ta đợi đến lúc tan tầm." Vương Tử Quân giống như không thèm quan tâm đến tình huống mình bị lạnh nhạt. Quả nhiên Vương Tử Quân nói được làm được, đúng 12 giờ chưa hắn mới cùng Trác Trường Vĩ bỏ đi. "Cái gì là bí thư, đến phòng tài chính chúng ta cũng chỉ là cháu nội mà thôi." Viên bảo vệ thấy Vương Tử Quân bỏ đi thì đắc ý lẩm bẩm. "Anh những lời này vừa vặn rơi vào trong tay trác trường vĩ hắn siết chặt nắm đấm gương mặt đỏ bừng hắn quay đầu lại thấy vương tử quân đã đi xa thế là vội vàng chạy theo bí thư vương chúng ta dùng cơm xong rồi quay về xã chứ trác trường vĩ trầm ngâm một chút sau đó trầm giọng khuyên nhủ vương tử quân vỗ vai trác trường vĩ rồi cười hì hì nói không buổi chiều chúng ta lại đến khi vương tử quân ra khỏi cổng phòng tài chính trong phòng làm việc ở lầu 3 có lắp màn hình quản chế, trưởng phòng tài chính đang đứng trên cửa sổ nhìn xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Người này ngồi trên ghế dành cho lãnh đạo, hai bàn tay mập mạp bấm vài con số, sau đó điện thoại nối thông, hắn cười ha hả nói. Ha ha, cậu Lâm, sáng hôm nay vương tử quân đến đơn vị tôi đợi đến chưa, tôi phải đòi cậu chén rượu mừng mới được. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười lớn, cười đến mức khó tiết chế, sảng khoái nói. Trưởng phòng Dương, đa tạ, giữa chưa gặp mặt ở thuộc vị cư, không gặp không về. Cậu xem cậu kia, tôi chỉ đùa một chút thôi, cậu cũng đừng tưởng là thật, hai chúng ta là anh em, ai ức hiếp người nào thì rõ ràng là ức hiếp cả hai chúng ta." Trưởng phòng Dương giả vờ tức giận nói. "Anh tốt, em sai rồi, anh phê bình rất đúng, chuyện này em xin khắc ghi, sau này có dịp sẽ uống say một bữa." "Bây giờ trưởng phòng có việc cần em ra ngoài xử lý." Chút nữa em sẽ quay về và gọi điện thoại nói rõ cho anh. Đợi đến khi Lâm Giang Hà đặt điện thoại xuống thì nụ cười trên mặt trưởng phòng Dương càng sáng lạn, hắn nằm trên ghế, những ngón tay mập mạp gõ lên bàn rất có tiết tấu, lại thoải mái hát một khúc. Hôm nay anh đi ra huyện thành gặp em. Buổi chiều vẫn là khu nhà phòng tài chính, vẫn là viên bảo vệ kia, vẫn là gương mặt lạnh như băng, Vương Tử Quân vẫn tiếp tục chờ. Lần này Vương Tử Quân không nói một lời, Hắn và Trác Trường Vĩ ngồi chờ suốt cả buổi chiều. Huyện thành không lớn, bất kể chuyện gì xảy ra cũng sẽ làm cho người ta bàn tán say xưa. Vương Tử Quân dù ít dù nhiều cũng là bí thư đảng ủy xã, hắn bị người ta cho ngồi chờ dài mỏ ở phòng tài chính, tất nhiên sự việc sẽ được lan truyền ra ngoài như gió. Theo sát phòng tổ chức thì càng ngày càng cầu tiến, đắc tội với phòng tổ chức thì càng ngày càng kém. Không ít tên cán bộ cơ quan nghe được tin tức kia thì dùng giọng hả hê cảm thán mọi người cho rằng vị bí thư trẻ tuổi kia bị lạnh nhạt thì sẽ lặng lẽ bỏ đi, không ngờ ngày hôm sau viên bảo vệ kia đi làm vẫn thấy gương mặt thanh tú của vương tử quân. Cục trưởng không có bên trong. Một lời nói có tính cơ giới lại được viên bảo vệ thốt ra. Không có gì, tôi có thể đợi. Vương tử quân không nóng không vội, hắn vẫn bình chân như vậy, nhưng khi hắn ngồi trên ghế sa lông thì lại khẽ nói với Trác trường vĩ ở bên cạnh. Nhớ kỹ thời gian chúng ta đến ngày hôm sau cũng như trước ngày thứ ba vương tử quân đến phòng tài chính thì cũng giống như những ngày trước điều này làm cho đám bảo vệ mất tập trung có chút phiền chán nhưng chỉ biết hung hăng chừng mắt nhìn căn bản không làm gì được sự việc buồn cười này nhanh chóng truyền đi xôn xao khắp huyện thành mà tin tức về một vị bí thư đảng ủy xã trẻ tuổi lại đi từ trong mắt cán bộ vào mắt quần chúng ngày thứ tư thì bảo vệ ngoài cổng đã chuẩn bị tư tưởng để nói với một bí thư đảng ủy xã đến đứng chờ nhưng làm hắn thất vọng chính là viên bí thư kia những ngày trước đến rất sớm, nhưng hôm nay lại không đến. Hừ, cuối cùng cũng chỉ là một tên thanh niên, chỉ kiên chỉ được 3 phút, không phải cũng chỉ là đứa cháu ngoại trai sao. Bảo vệ ngoài cửa lắc đầu cảm thán. Tút, tút, tút. Một hồi chuông điện thoại vang lên rồn rập, viên bảo vệ vội vàng bắt lấy điện thoại, vừa nhìn vào dãy số hiển thị thì giọng điệu mền nhũn ra. Chào trưởng phòng dương giọng điệu của trưởng phòng dương trong điện thoại vẫn rất uy nghiêm anh triệu vương tử quân của xã tây hà tử còn đến không không thưa trưởng phòng anh ta không đến bảo vệ thò đầu ra xem xét xác nhận không có hình bóng quen thuộc của vương tử quân cuối cùng mới lên tiếng xác nhận à biết rồi bên kia đã cúp điện thoại hư còn tưởng rằng tiểu tử ngươi có thể kiên trì vài ngày chút nhẫn nại như vậy mà muốn chơi với anh hư đi đường cũng đừng hòng qua cầu của anh. chương 78, đừng táo bón thì trách địa cầu không có lực hấp dẫn. Tin tức bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử ôm cây đợi thỏ ở phòng tài chính đã được truyền di rất nhanh, nhưng chắc trường vĩ mỗi ngày vẫn kiên trì đi đến báo danh ở phòng tài chính huyện. Trác trường vĩ thích làm việc cùng vương tử quân, vì trong lòng hắn cũng có chút ỷ lại vào bí thư. Làm quan thì không thiếu uy thế, cũng không thiếu cơ trí, Trác Trường Vĩ cho rằng hai thứ đó không thiếu trên người Vương Tử Quân. Nói thật, Trác Trường Vĩ cũng không biết bí thư giao cho mình nhiệm vụ như vậy để làm gì, ngồi không chờ đợi thật sự là rất khó chịu, muốn coi đây là một trận chiến sao? Là đánh vô hồi hay du kích, nhưng hắn dám khẳng định là bí thư Vương có kế hoạch, rất nhanh sẽ có thể kéo đối phương ra khỏi hoàn cảnh ẩn nấp. Giống như người trên núi đã đuổi được con lửng vào trong hang, dù là dùng nước đổ vào dùng khói hun dù thế nào cũng phải mất chút sức lực mới có thể ép con lửng chạy lên mặt đất. Trác Trường Vĩ nghĩ như vậy và cảm giác nặng nề chợt giống như bị gió thổi bay đi, cảm thấy tâm tình thoải mái, bình tĩnh hơn. Thế là hắn có thể chịu đựng tốt hơn, bền gan vững trí, thậm chí còn ngồi chờ không nói câu nào, vì nghĩ rằng tốn nước bọt nói chuyện với đám người chó má kia thì được gì. Có một ngày Tiểu tàu đặc biệt chạy đến cổng phòng tài chính đưa cho Trác Trường Vĩ một cái bọc nhỏ. Chắc Trường Vĩ mở ra xem thì rất đỗi vui mừng, là một cái máy nghe băng. Vài ngày sau đó hắn dứt khoát ngồi xuống cổng phòng tài chính, bắt đầu loay hoay với cái máy nghe nhạc, trong miệng còn khẽ cất tiếng hát, bộ dạng thản nhiên đắc ý, giống như chưa từng có gì phát sinh. Một tuần cứ như vậy mà trôi qua, khoản tiền của xã Tây Hà Tử vẫn chưa được rót xuống, xã không khỏi dừng lại vài hạng mục, thế là tin đồn bùng lên khắp bốn phía. Phòng làm việc của Triệu Liên Sinh càng lúc càng nóng, nơi này không thể nào khôi phục lại tình huống quang vinh như lúc hắn còn nắm quyền vào năm xưa lúc này dưới sự truyền bá của người hữu tâm hầu như mọi người đều biết rằng xã không có tiền vì nguyên nhân căn bản là vương tử quân đắc tội với người anh rể mời anh hút điếu thuốc lý tam thái mang theo nụ cười nịnh nọt khẽ đi đến dâng thuốc cho triệu liên sinh triệu liên sinh tuy liếc mắt nhìn lý tam thái là đã khó chịu nửa ngày thế nhưng cũng không cải biến được sự thật đây là cậu em của vợ mình thế là hắn khẽ hừ một tiếng rồi nhận lấy điếu thuốc lý tam thái tranh thủ thời gian bật lửa cẩn thậm châm thuốc cho triệu liên sinh sau đó hắn cười nói anh rể gãy xương cũng ảnh hưởng đến gân em đã ở nhà rảnh rỗi được nửa tháng vợ cứ mỗi ngày đều nói ra vào anh hay là nói một câu cho em tranh thủ đi làm được không cho cậu đi làm hừ tôi thấy cậu đi gây chuyện mới đúng chính cậu không ra gì mông cao hơn đầu đến lúc xảy ra chuyện thì ai lo triệu liên sinh hút vào một hơi thật sâu rồi dùng giọng không khách khí khiển trách lý tam thái bị triệu liên sinh nói như vậy thì nụ cười trên mặt cũng cứng đờ nhưng ngay sau đó hắn lại bày ra nụ cười nói anh rể đây đều là tên tiểu tử vương tử quân kia hãm hại em tôi nói cho cậu biết xảy ra vấn đề thì trước tiên nên tìm nguyên nhân trên người mình đừng mỗi lần bị táo bón đều trách địa cầu không có lực hấp dẫn triệu liên sinh bực bội nói tuân lệnh anh rể em nhớ kỹ rồi ôi anh rể em nghe nói tên kia đã bị ghẻ lạnh mất mặt và xấu hổ ở phòng tài chính huyện vài ngày đơn giản cũng không có được xu nào đúng là dẹp trong hạt dưa không ra thể thống gì em thấy tên này không làm gì ra hồn anh thay thế hắn thì hay hơn lý tam thái nói những lời như vậy làm cho triệu liên sinh cảm thấy ngứa răng nhưng nghe xong lại có chút hưởng thụ thế là thuận tay phủi bụi rồi dùng giọng không đếm xỉa nói tin tức nhỏ này cậu biết là được buộc chặt miệng lại đừng nói bậy bạ nếu không người ta sẽ nói tôi xúi dục cậu. Nếu như cậu nói bậy bạ làm xấu chuyện đại sự của tôi, tôi sẽ không tha cho cậu. Anh dễ yên tâm, em đảm bảo sẽ nghe lời. Lý Tam Thái cúi đầu khom lưng tỏ vẻ biết nghe lời. Đúng lúc này Vương Lục Thuận gõ cửa đi vào, hắn lên tiếng chào hỏi Triệu Liên Sinh, sau đó cười hì hì nói với Lý Tam Thái. Tam ca, đã lâu không gặp anh. Đúng vậy, chủ nhiệm Vương, tôi cũng nghĩ đến tìm cậu, Tranh thủ thời gian nói với anh rể giúp tôi để tôi nhanh chóng đi làm. Lý Tam Thái biết Vương Lục Thuận có lực ảnh hưởng trước mặt Triệu Liên Sinh, thế nên vừa mồi thuốc cho đối phương vừa khẽ nói. Phương Lục Thuận nhận lấy điếu thuốc, chuẩn bị nói vài câu giải vây cho Lý Tam Thái, dù thế nào thì nịnh nọt Lý Tam Thái chẳng khác nào nịnh nọt vợ của Triệu Liên Sinh. Có đôi khi trà trộn quan trường thì những chuyện gió thổi cỏ lay thường ngày cũng có thể là cây cỏ cứu mạng vào đúng lúc mấu chốt lý tam thái này là em rể của triệu liên sinh giúp đối phương nói tốt vài câu thì cũng chẳng có gì là không được cũng không có ảnh hưởng gì xấu với quan hệ giữa mình và chủ tịch triệu lục thuân bí thư vương đâu triệu liên sinh không đợi vương lục thuận lên tiếng cũng không biết từ lúc nào thì hắn đã không còn gọi vương tử quân là tiểu vương bí thư vương hôm nay lên huyện họp là hội nghị công tác kinh tế toàn huyện nghe nói có bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện cùng tham gia hội nghị kinh tế toàn huyện Triệu Liên sinh thầm vỗ đầu, ngày hôm qua mình đã biết tin này, thế nào vừa rồi lại hồ đồ hỏi một câu như vậy. À, tôi biết rồi. Triệu Liên sinh cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ nếu là hội nghị công tác kinh tế toàn huyện, nếu Bí Thư Vương và trưởng phòng dương phòng tài chính cứ vẫn níu kéo lẫn nhau, như vậy sẽ sinh ra cơ hội. Dưới tình thế lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tất nhiên khối chính quyền huyện Hồng Bắc sẽ không dám lơ là ở phương diện phát triển kinh tế chưa nói đến phó chủ tịch thường vụ chủ quản kinh tế ba ngày hai lượt đi khảo sát bên ngoài, dù là bí thư và chủ tịch huyện thì mỗi năm cũng có ba lần mở hội nghị phát triển kinh tế. Thành phần tham gia hội nghị lần này bao gồm các lãnh đạo xã, các lãnh đạo đơn vị trong huyện. Tất nhiên được chú trọng nhất vẫn là 15 vị bí thư đảng ủy xã, bọn họ là cánh quân chủ lực, đều được an bài ở vị trí đầu tiên. Khi xe jeep của Vương Tử Quân đi vào trong khoảng sân của khối chính quyền huyện, lúc này bên ngoài đã treo đầy cờ đỏ đủ loại xe dừng chỉnh tề bên ngoài hội trường. Lúc này bên ngoài hội trường đã có mặt không ít lãnh đạo, những người này là các tinh anh chính trị của huyện, bọn họ đang nhiệt tình chào hỏi và tạo dựng các mối quan hệ. Vương tử quân sách cặp đi vào hội trường cũng không có vấn đề gì phát sinh, nhưng khi hắn ngồi xuống vị trí của xã Tây Hà Tử thì giống như một tảng đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh làm bùng lên những vòng sóng rung động, thu hút ánh mắt của tất cả đại biểu đến tham dự đại hội chương 79, sóng sau đè sóng trước, thế hệ sau mạnh hơn thế hệ trước. Trên hội nghị kinh tế toàn huyện, nhân viên tham dự ngoài lãnh đạo số 1 số 2 của tuyến xã thị trấn, các lãnh đạo phụ trách đơn vị trong huyện, còn có một bộ phận không kém phần quan trọng chính là hơn 10 vị giám đốc các xí nghiệp trong huyện. Những người này có nhiều người là đại biểu nhân dân, là ủy viên mặt trận tổ quốc, điều này cũng phù hợp với lẽ thường, kiếm được nhiều tiền thì chuyển sang kiếm chút danh lợi, vì thế đừng nghĩ rằng đám người này thường ngày hò hét vinh váo trong nhà máy xí nghiệp, bây giờ đến trường hợp thế này thường luôn hạ thấp tư thái, rất trật tự, cực kỳ khách khí. Ngồi cách phương tử quân không xa chính là trưởng phòng dương phòng tài chính, lúc này hắn đang vung vẫy bàn tay mập mạp để nói chuyện với đám lãnh đạo xã thị trấn ở chung quanh. Dù bọn họ đều là cấp bậc chính khoa, nhưng trong đó cũng có sự khác nhau. Trưởng phòng tài chính là gì? Là một vị thần tài của huyện, ngoài bí thư và chủ tịch huyện, Tất cả các lãnh đạo tuyến dưới không muốn rơi vào khó khăn thì chỉ có cách chạy theo nịnh bợ thần tài mà thôi. Vương tử quân ngồi xuống tất nhiên sẽ rơi vào trong mắt đám người kia, vị trưởng phòng Dương cũng không thèm nhìn sang, trong lòng thầm nói. Hừ, đừng nghĩ mình là dạng chó hình người mà đến địa bàn của ông làm càn. Tin tức Vương tử quân bị ghẻ lạnh 3 ngày ở phòng tài chính huyện được lan truyền ra rộng khắp, đám lãnh đạo xã thị trấn có ai là không biết. Bí thư đảng ủy xã Đông Tân Xuân là Hác Lập Phong vừa rồi luôn đứng bên cạnh nói lời xu nịnh với trưởng Phòng Dương, bây giờ ánh mắt hắn chợt xoay chuyển nói. Trưởng Phòng Dương, tôi nghe nói hắn ta đi tìm anh. Hiếu kính cái gì, đúng trường giang sóng sau đè sóng trước, thế hệ sau mạnh hơn thế hệ trước, hậu sinh khảo ý. Vương tử quân ôm cây đợi thỏ vài ngày trước phòng tài chính huyện, trưởng phòng dương vốn cảm thấy sự kiện đó rất không đáng nói, bây giờ hát lập phong mở miệng thì càng làm hắn bực bối, trong lòng bừng lên mồi lửa, càng thêm bực. Những lãnh đạo xã thị trấn khác đều hiểu có chuyện gì xảy ra, bọn họ vừa thầm mắng Hắc Lập Phong vô liêm sỉ vừa khâm phục không thôi. Một cơ hội tốt như vậy sao lại ném cho tên khốn kiếp Hắc Lập Phong thế nhỉ? Trưởng phòng Dương nở nụ cười hèn mọn, hắn đã đồng ý với Lâm Giang Hà là cho tên khốn Vương Tử Quân kia biết tay, lúc này hắn cảm thấy rất đắc ý, thế cho nên cũng vui vẻ tiếp nhận lời nịnh hót của đám cán bộ bên cạnh. Hắc Lập Phong hơn 40 tuổi, Tóc cắt rất hợp thời, bộ tây phục bọc lấy cơ thể có hơi mập. Thật ra hắn cũng thuộc loại hình ưa nhìn, nhưng khóe mắt mơ hồ bùng lên tinh quang lại chẳng ra gì khi liên hệ với thân phận của chính mình. Lúc này hắn thấy mình ném ra mồi lửa có hiệu quả, thế là hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt vui sướng, cũng thầm bội phục chính mình. Xem ra sau này nếu có chuyện cần tiền đến tìm trưởng phòng Dương cũng có hy vọng cao hơn, một hòn đá ném hai chim vừa rồi quả nhiên rất tốt. Vương Tử Quân cũng chưa từng gặp mặt trưởng phòng tài chính, nhưng hắn nhìn tình huống sao vây quanh trăng ở phía bên kia, cũng đoán ra được vài phần. Cậu em, nếu tôi đoàn không sai thì cậu là bí thư Vương Tử Quân của xã Tây Hà Tử phải không? Hác lập phòng đến nói chuyện với Vương Tử Quân, hắn vung tay ném ra một điếu thuốc. Vương Tử Quân nhận lấy và xem xét, lại là hồng tháp sơn, trong lòng thầm than, hòa thượng nghèo mà giống như thương gia giàu có, kinh tế các xã thị trấn không được tốt nhưng lãnh đạo thì hút thuốc quá phô trương. Vương Tử Quân thuận tay đốt thuốc, hắn dùng giọng khách khí nói: Tiểu đệ là Vương Tử Quân, cũng không biết anh tên gì. Anh là Hắc Lập Phong của xã Đông Tân Xuân, này tiểu đệ, tôi nghe nói câu có chuyện cần tìm trưởng phòng Dương phòng tài chính, tôi thấy không bằng vừa vặn. À, đây không phải là trưởng phòng Dương sao? Cậu còn không mau đi đến. Hắc Lập Phong vừa nói vừa chỉ tay về phía trưởng phòng Dương lúc này trưởng phòng dương đang được đám người bên cạnh nói lời nịnh bợ vẻ mặt hớn hở đỏ hồng vương tử quân nhìn chằm chằm về phía trưởng phòng dương sau đó hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt cảm ơn bí thư hách quan tâm nhưng xã tây hà tử của chúng tôi đã có ý định khác cũng không phiền đến trưởng phòng dương hát lập phong nhìn vẻ nghiêm trang của vương tử quân mà thiếu chút nữa không cười thành tiếng người này rõ ràng còn ngại xấu hổ còn đứng đây giả vờ hắn đứng đó mà thật sự muốn vung tay xem ra mặt đối phương dày bao nhiêu, chẳng lẽ bị người ta cười như vậy còn chưa đủ, còn muốn làm ra những trò hề khác. Cậu Vương, hai ta cùng cấp bậc, tôi có một câu muốn nói, cậu nghe vào cũng đừng nổi nóng. Làm người đã cúi đầu một lần, nếu còn vinh váo tự đắc thì sẽ có kết cục tốt sao? Trưởng phòng dương ở trong huyện Hồng Bắc chúng ta dù là phó chủ tịch cũng không dám động vào, cậu còn giả vờ thanh cao làm gì? hát Lập Phong nói ra những lời này rất thấm thía, nhưng khóe mắt cũng không khỏi lóe lên cái nhìn trêu tức lại bị vương tử quân phát hiện ra. Vương tử quân mở miệng khách sáo với hát lập phong một phen, nhưng trong lòng liên tục bùng ra hận ý. Trưởng phòng dương tuy đang vui vẻ nghe lời nịnh hót nhưng cũng luôn ném lực chú ý về phía vương tử quân, thấy hát lập phong đến cũng không kéo vương tử quân sang phía bên này, thế là tỏ ra không hài lòng. Trưởng phòng dương, tên kia cứng mềm cũng không chịu, không tán thưởng. Hừ, tính làm gì, anh hát sau khi kết thúc hội nghị thì anh đến tìm tôi. Trưởng phòng Dương vung tay lên với Hắc Lập Phong rất có bộ dạng của lãnh đạo, sau đó dùng giọng chân thật đáng tin nói. Trưởng phòng Dương nói như vậy thì Hắc Lập Phong thầm vui vẻ, tiền của xã mình sẽ có thể lấy được nhanh chóng, thế là hắn không khỏi chắp tay cảm tạ trưởng phòng Dương một phen. Đồng thời hắn còn chân tình mời trưởng phòng Dương bất chút thời gian đến xã Đông Tân Chuân để thăm thú, vui vẻ một phen đám lãnh đạo xã thị trấn khác ở bên cạnh thầm mắng hát lập phong, con bà nó đúng là giỏi lừa dối, vị trưởng phòng dương này cũng chẳng phải là người thủ đô rời xa nông thôn, còn mời trưởng phòng dương xuống nông thôn. Về thiên nhiên, đúng là nịnh bợ lãnh đạo, ra mặt dày như tường thành. Mọi người đang thầm oán hận thì một hàng gồm sáu lãnh đạo sắp xếp đi lên đài chủ tịch, khi hai người đi đầu ngồi xuống thì tiếng xì xào bàn tán bên dưới đã không còn. Hội nghị bắt đầu. Có ba chương trình hội nghị, mọi người đều là cán bộ công tác lâu năm, tất nhiên sẽ vô cùng quen thuộc như đi trong sân nhà mình. Vài vị lãnh đạo lên tiếng đơn giản yêu cầu các xã thị trấn bên dưới giải phóng tư tưởng, xây dựng phát triển kinh tế, thúc đẩy kinh tế huyện phát triển lên bậc thang mới. Hội nghị vẫn cứ tiếp tục được tiến hành, ngay sau đó đã đến lượt bí thư huyện ủy Tôn Lương đống làm tổng kết. Vị bí thư này rõ ràng là nhất tuyệt, tuy cầm trong tay bản thảo của thư ký, thế nhưng lên tiếng cũng không máy móc mà tự do mở miệng, trình bày các phương diện và tầm quan trọng trong phát triển kinh tế. Các đồng chí, mục tiêu đã được xác định, kèn đã thổi lên để cho chúng ta nhiệt tình phấn đấu trên con nước lớn phát triển kinh tế. Mọi người cần thi triển thần thông, nắm chặt các phương diện phát triển kinh tế, hợp mưu hợp sức, đồng tâm hiệp lực, sức mạnh thành đồng, từng bước từng bước đẩy mạnh phát triển kinh tế toàn nguyện. Sau khi bí thư chấm dứt câu khẩu hiệu, tất nhiên sẽ có những tiếng vỗ tay vang lên như sấm động. Vương Tử Quân nghe những tiếng vỗ tay như sóng dậy mà chợt nhớ đến một sự kiện liên quan đến vị bí thư Tôn này. Khi đó bí thư Tôn phát biểu còn chưa đến trình độ cao thế này, mỗi lần có đại hội là thư ký phải làm sẵn bản thảo. Có lần khoa thư ký tiếp nhận một sinh viên mới ra trường, cậu sinh viên này rất thận trọng, vì làm cho bản thảo của bí thư Du Dương trầm bổng có khí phách, lại muốn thể hiện trình độ của mình, thế là dứt khoát ghi hai chữ vỗ tay vào dấu móc ở cuối bài để đánh dấu kết quả là vị bí thư tôn này máy móc nói ra hai chữ vỗ tay nhân viên tham dự hội nghị không dám cười dưới tình huống bị động vẫn vỗ tay như sấm dậy tiếng vỗ tay che giấu tiếng cười cuối cùng cũng không bị tức bụng đến chết vài năm qua đi bây giờ bí thư tôn sẽ không phạm vào sai lầm như vậy xem ra quan trường là nơi đào tạo con người tiếng vỗ tay vang lên bí thư tôn dùng hai tay áp xuống nói được rồi các đồng chí tiếng vỗ tay của mọi người nên dùng vào bữa tiệc khánh công của chúng ta vào cuối năm, bây giờ các vị lãnh đạo xã thị trấn và đơn vị có ý kiến gì không? Sau khi kết thúc hội nghị thì bí thư sẽ phát biểu tổng kết, dựa theo quy củ thì trước khi kết thúc hội nghị, bí thư thường nói ra một câu như vậy. Tất nhiên ai cũng hiểu là một câu cho qua, không ai cho là thật. Vì thế bí thư Tôn nói xong thì đám cán bộ dưới đài đã bạo động, bí thư Tôn cũng nhìn xuống đài, đừng nói là các vị lãnh đạo huyện khác Bản thân lão cũng bắt đầu thu thập sổ sách của mình. Bí thư Tôn, tôi có ý kiến." Một âm thanh vang dội chợt xuất hiện, giống như rạch đất phá trời, làm cho đám lãnh đạo đang định tan họp chợt ngây người. Người lên tiếng chính là Vương Tử Quân, đám lãnh đạo xã thị trấn ở bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc nhìn hắn, bọn họ cũng không biết đối phương đang giả vờ hay ngây ngốc, không biết đó chỉ là một câu nói cho có lệ của bí thư mà thôi. Khi Vương Tử Quân đến báo danh thì bí thư Tôn đã từng tiếp kiến lúc đó lão còn cảm thấy cậu thanh niên kia có bằng cấp đại học kiến thức rộng hiểu nhiều thứ đầu óc linh hoạt dám mở miệng nói thẳng dám giả ngu bản thân rất ưa thích lúc này thấy đối phương đột ngột đứng lên thì có hơi nhíu mày thầm nghĩ tính cách trầm ổn vứt đi đâu rồi nói cho cùng cũng là cán bộ thanh niên bí thư vương cậu có ý kiến gì cứ nói cậu là một bí thư đảng ủy xã sinh viên đại học đầu tiên của huyện hồng bắc chúng ta tôi chờ cậu nói ra những lời mới mẻ tạo ra những niềm vui mới Bí thư Tôn khẽ nói với Vương Tử Quân. Trưởng phòng Dương An vì cách Vương Tử Quân không xa thấy sự việc xảy ra như vậy thì không khỏi khinh thường, tên kia dám đứng lên cho ý kiến, đúng là quá ngu dốt. Vương Tử Quân lúc này tiếp nhận ánh mắt của biết bao người, hắn mơ hồ có chút hưng phấn. Họ Dương kia, nếu anh đã bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa. Chương 80, không nói rõ sẽ không phân biệt rõ. Bí thư Tôn Tôi thật sự không có ý kiến gì với những bố trí phát triển kinh tế của huyện, tôi xin dơ hai tay tán thành, tôi có ý kiến với ngài và với huyện ủy." Vương Tử Quân nói không nhiều nhưng lại rạch trời phá đất, thiếu chút nữa không làm cho đám lãnh đạo ngồi đây cảm thấy chết ngất. Người này đầu óc có vấn đề sao? Hay là uống lộn thuốc, cho rằng mình là lãnh đạo sao? Những câu nói không che đậy miệng như vậy mà có thể phát ra được à? Đúng là quá non. Những tiếng nghị luận nhanh chóng bùng ra trong hội trường lúc này giống như hội nghị có chút mất khống chế. Lúc này Bí Thư Tôn và Chủ tịch Nghiêu ngồi trên đài cũng đang nhíu mày, bọn họ là lãnh đạo nhiều năm, thật sự chưa từng gặp phải cục diện thế này, xem ra cũng là sự việc lần đầu tiên phát sinh ở huyện Hồng Bắc. Đồng chí Vương Tử Quân, đảng chúng ta chú ý dân chủ, cậu có ý kiến gì với bản thân tôi và ban ngành huyện ủy thì cứ nói thẳng, có thì sửa, không có cũng chẳng sao. Bí Thư Tôn bày ra bộ dạng rất đạo mạo, Trời biết trong lòng lão có bao nhiêu cảm giác không thoải mái. Lãnh đạo cũng là người, đã là người tất sẽ khó tránh khỏi có nhược điểm. Thử hỏi xem có bao nhiêu người tình nguyện bị người ta nói ra nhược điểm trước mặt số đông. Bí thư tôn, chủ tịch nhiêu, huyện ủy và chính quyền huyện với xã thị trấn thật sự như cha mẹ. Hai vị lãnh đạo giống như cha mẹ của tất cả cán bộ đang ngồi đây. Một người có ý kiến với người ngoài thì nên giấu trong lòng, nhưng đối với cha mẹ của mình thì không cần phải giấu, chỉ cần nói thật là được. Bí thư tôn và chủ tịch nghiêu công tác xưa nay không biết đã nghe bao nhiêu lời nịnh hót, nhưng đây là lần đầu tiên được nghe cách nói như vậy, trong lòng có chút hưởng thụ, thế nên cũng xuất hiện nụ cười. Vì vậy bí thư tôn mới khẽ hỏi. Bí thư tôn nói như vậy có hơi quá, huyện ủy và chính quyền huyện với các đơn vị thôn xóm là người một nhà, người một nhà thì không nên nói hai lời, hơn nữa nếu nói không rõ sẽ chẳng thể nào phân biệt được. Lúc này nếu có ý kiến gì thì cứ nói, có nhiều người sẽ giải quyết dễ dàng. Bí thư Tôn, cậu nói nhanh lên, cậu có ý kiến gì với tôi và với huyện ủy? Bí thư Tôn, tôi trước nay luôn một mực kính trọng ngài, các vị lãnh đạo huyện ủy và chính quyền huyện, nhưng cũng có một vài điều không quen nhìn, vốn là không muốn nói, nhưng bây giờ thật sự là nhịn không được. Vương Tử Quân bày ra bộ dạng muốn nói lại thôi. Khoảnh khắc này Bí thư Tôn nhìn Vương Tử Quân, lão chợt nhớ về thời mình còn trẻ, lúc đó không phải cũng thế này sao? Trong lòng có đủ bất mãn cam hận, hiệp nghĩa, nhưng tất cả cũng bị thời gian bào mòn, dần phát triển theo tự nhiên. Bí thư tôn nghĩ đến đây thì cười nói. Có gì không quen nhìn, cậu nói xem thế nào. Chủ tịch Nhiêu và các vị lãnh đạo huyện ủy cũng tỏ ra vui vẻ, thầm nghĩ viên cán bộ thanh niên kia nói cũng đúng, biết đâu trong con đường tham chính, tình cảnh hôm nay sẽ khắc ghi trong trí nhớ của mình cả đời. Bí thư tôn, ngài và các vị lãnh đạo đã nắm hiện thực, tìm kiếm con đường phát triển kinh tế, tạo ra bầu không khí nồng hậu, Cổ Vũ cán bộ cải cách, kêu gọi kiến công lập nghiệp, thi thố tài năng, đồng thời ban ngành cũng đưa thân vào con sóng phát triển kinh tế, nắm chắc mạch đập của toàn vùng, lý niệm chấp chính theo sát thời đại, điều này đủ để chứng minh ánh mắt chiến lược của ngài. Tôi nghĩ vài năm sau thì toàn huyện sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì ánh mắt nhìn xa trông rộng của anh, bản thân tôi cũng rất kích động, luôn thấy nhiệt huyết bùng lên, tràn đầy hào hùng. Vương Tử Quân nói ra những lời này có lý lẽ rõ ràng làm cho đám lãnh đạo xã thị trấn nghe vào tai mà sinh ra ý nghĩ hèn mọn. Tên Vương Tử Quân này rõ ràng bày ra bộ dạng nghiêm trang để tâm bốc lãnh đạo huyện ủy và bí thư, đây không phải cao thủ nịnh hót sao. Thế là lúc này bất kể cán bộ nào bên dưới cũng thầm cảm khái không thôi. Đám lãnh đạo bí thư tôn và chủ tịch Nhiêu thì càng nở nụ cười, bọn họ đã nghe nhiều lời nịnh hót, nhưng Vương Tử Quân mở lời là đánh giá cả ban ngành huyện Hồng Bắc, như vậy sẽ không rơi vào tình huống nịnh hót một người nào đó vì thế bí thư tôn nâng ly nước lên nhấp một ngụm thầm nghĩ tiểu tử kia có chút trình độ nhưng tôi cảm thấy huyện ủy thứ gì cũng tốt chỉ là làm việc có chút không nhanh nhẹn đây rõ ràng là không phối hợp với quyết sách anh minh của lãnh đạo làm cho người ta không an tâm vương tử quân lúc này mới bắt đầu thẳng thắn lên tiếng không nhanh nhẹn đây cũng không tính là vấn đề nguyên tắc chút bất mãn trong lòng bí thư tôn đã biến mất thế là lão ân cần nói. Sao, bí thư tiểu vương, vậy cậu nói xem, những lão già chúng tôi rốt cuộc làm việc không nhanh nhẹn ở chỗ nào. Hôm nay cậu dám nói thì chúng tôi sẽ sửa. Bí thư tôn vừa nói thì đám người chủ tịch nghiêu trên đài đều cười ầm lên, những cặp mắt tràn đầy thiện ý và cổ vũ nhìn về phía vương tử quân. Được, bí thư đã nói như vậy thì tôi cũng không khách khí. Bí thư tôn, tôi cảm thấy huyện ủy làm việc không được nhanh nhạy, đó là vì nếu ngài có ý kiến với tôi thì trực tiếp phê bình, đừng nên chụp cổ xã Tây Hà Tử. Tôi cảm thấy mình là một cán bộ đảng viên, sẽ có dũng khí tiếp nhận phê bình, huyện ủy cần gì phải làm như vậy? Như thế vừa tốn sức vừa ảnh hưởng đến tiến độ đẩy mạnh công tác của xã chúng tôi, ngài nói xem, cần gì phải khổ như vậy chứ? Vương Tử Quân lúc này hạ thấp giọng điệu, nhưng cũng thoải mái mà không mất đi tính trang trọng, hắn nói một câu tuy cực kỳ mơ hồ nhưng hầu như người ở đây đều hiểu chuyện gì xảy ra thì ra người này nói nãy giờ mới đến đúng trọng điểm. Trưởng phòng Dương phòng tài chính vốn đang nhàn nhã xem cuộc vui, Vương Tử Quân chợt nói ra như vậy làm cho hắn cảm thấy lỗ tai của mình như nổ vang, sau đó mới ý thức được không đúng. Hắn là một tên xảo quyệt lăn lộn quan trường nhiều năm, sao không nhìn ra được ý nghĩa lời nói của đối phương. Trưởng phòng Dương nhìn Vương Tử Quân đứng thẳng người trong hội trường, hắn cảm thấy dù là vẻ mặt hay ngôn ngữ cử chỉ của đối phương đều rất lạnh lẽo. Hắn thầm nghĩ, đây nào có phải là một tên cán bộ thanh niên ai thích xoa nắn gì cũng được rõ ràng là một con rắn độc làm cho người ta không khỏi không sợ hãi cảm giác sợ hãi này giống như có một con rắn đang ẩn nấp dưới da đang lạnh lẽo bỏ qua những nốt xương trên người mình mình đúng là con bà nó vắng đầu vì một nhân tình nho nhỏ với lâm giang hà mà đắc tội với một tên khốn như vậy lâm giang hà là một phó phòng tổ chức hắn cũng được tham gia hội nghị lần này vốn hắn đang ngồi nghiêm chỉnh trên vị trí của mình nhưng lúc này vẻ mặt đã không còn giọt máu. Xem ra sự việc bắt đầu bùng phát. Bí thư Vương Tử Quân, cậu nói huyện ủy có ý kiến với mình sao? Tôi muốn biết lời này là ai nói với cậu, cậu đừng sợ, có huyện ủy và chính quyền huyện làm chỗ dựa cho cậu, cậu cứ thành thật nói ra là được. Bí thư Tôn có thể ngồi lên vị trí bí thư huyện ủy, tất nhiên sẽ có chỗ độc đáo của mình. Vì vậy mà Vương Tử Quân vừa mở miệng chất vấn thì lão đã cảm nhận được vấn đề nhưng lúc này đang ở trước mặt đám cán bộ cấp chính khoa trong huyện, tình huống đã khó thể thay đổi, trước mắt chỉ có thể tiện đà phát triển, nem nắm chặt tất cả trong tay mình mới là phương pháp đúng đắn nhất. Bí thư tôn, huyện ủy có ý kiến với ban ngành xã Tây Hà Tử, đây là cảm nhận của tôi. Vương tử quân cũng không có chút e sợ và né tránh ánh mắt nghiêm khắc của bí thư tôn, còn thuận tiện đẩy cả ban ngành xã Tây Hà Tử lên xe. Hắn thân là bí thư đảng ủy xã, không lợi dụng ưu thế như vậy thì chẳng phải là tên ngốc sao tất cả 15 xã thị trấn trong huyện đều đã được nhận tiền tài chính, hơn nữa lại nhận được từ đầu tháng. Bí thư Tôn cũng biết rõ hiện tại là cuối tháng, có 14 trong 15 xã đã nhận được tiền vào chuyển tiền di rời xuống cho thôn xóm, thế nhưng chỉ có xã Tây Hà Tử chúng tôi là không có gì. Huyện Hồng Dương lúc này đã hoàn thành công tác chuyển tiền cho tuyến xã thị trấn, còn huyện chúng ta lại chưa chuyển tiền cho xã Tây Hà Tử, đây không phải là lãnh đạo có ý kiến với chúng tôi sao? Không phải muốn mượn cơ hội đó để dạy bảo chúng tôi sao? Lúc này cả hội trường yên lặng như tờ, hầu như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Người chỗ này đều biết xuất hiện tình huống như vậy là vì trưởng phòng tài chính muốn gõ đầu vương tử quân, bây giờ thì tốt, vương tử quân đứng lên chất vấn lãnh đạo huyện, dứt khoát ép huyện ủy và chính quyền huyện nhận tội thay cho trưởng phòng Dương. Tôn Hữu Phúc là bí thư huyện ủy, lúc này khóe miệng lão có chút run rẩy, lão vỗ mạnh tay lên mặt bàn, sau đó dùng giọng nghiêm nghị chất vấn Dương Vân Binh, anh nói rõ tôi xem, đây là có chuyện gì xảy ra. Trưởng phòng Dương vốn đã cảm thấy hồn bay phách tán, lúc này lại càng thêm luống cuống, hắn thấy bí thư huyện ủy phát hỏa thì lắp bắp nói. Bí thư tôn, điều này có lẽ vấn đề dự toán trong huyện không được tốt. Không làm tốt công tác dự toán, trưởng phòng Dương, anh cũng đừng xem bí thư tôn là kẻ ngốc, lý do của anh thì người khác có tin hay không tôi chẳng biết, nhưng tôi không tin, Toàn huyện có 14 xã thị trấn đã nhận được tiền trong tháng, vì sao chỉ có xã Tây Hà Tử không được làm tốt công tác dự toán?" Phương Tử Quân nói đến đây thì giọng điệu rất thành khẩn. Trường phòng Dương, lãnh đạo huyện đã bày mưu đặt kế, anh cũng đừng phản kháng thay cho huyện ủy. Hôm nay nếu tôi không ôm thái độ thành khẩn để lên tiếng, cũng không sợ bị phê bình, nếu như không có lãnh đạo lên tiếng thì sợ rằng chúng tôi có chạy lên phòng tài chính cả tháng nữa cũng không có xu nào. Anh là người bận rộn anh có thể để tôi chờ 3 ngày liền trước cổng phòng tài chính không ra tiếp, anh không thể bỏ ra một chút thời gian gặp mặt tôi sao? Vẻ mặt bí thư tôn và chủ tịch như trợt biến đổi, bọn họ là lãnh đạo huyện, bọn họ biết rõ mình phải cho xã Tây Hà Tử một câu trả lời thích đáng. Nếu không bắt ngựa chạy mà không cho ngựa ăn cỏ, đây chẳng phải là làm cho đám cán bộ cơ sở bên dưới thêm chán nản sao? Thành phố nhìn Dương Vân Binh đang há hốc mồm không biết giải thích thế nào bên dưới mà không khỏi vỗ mạnh tay lên bàn rồi nói. Dương Vân Binh, anh thật to gan, chuyện hôm nay anh phải cho huyện ủy và chính quyền huyện một câu trả lời thích đáng, mà anh cũng không thể tiếp tục ngồi trên vị trí trưởng phòng tài chính được nữa, ngày mai đến đưa đơn từ chức cho tôi. Bí thư tôn nói xong thì đứng lên, sau đó quét mắt huy nghiêm nhìn khắp bốn phía rồi lạnh giọng nói. Tan họp. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 4.